ok, mấy bạn đọc nên mấy bạn cứ ngồi xích lên ha. Hỏi ngồi dưới. Chị xin phép chị ngồi nha. Thì bài này bạn nào đã từng học IBA chắc đã từng nghe rồi. Thì đây là một cái bài nó sẽ sâu hơn một xíu. Thì sau khi học xong bài này á, các bạn phải biết cái gì? Biết được những cái kỹ thuật hình ảnh hiện tại đang dùng để trong chẩn đoán những bệnh xương khớp. Cái thứ hai, biết được giải phẫu với triệu chứng học một X quang xương khớp đọc như thế nào. Thứ ba, phân biệt được tổn thương u xương, viêm xương lành hay ác trên X quang. Phân tích được cái viêm gãy xương và một số bệnh lý khớp thường gặp ha. Thì mình đi cái phần đầu tiên, đó là những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý xương khớp. Thì bây giờ mấy bạn thấy có nhiều cái cận lâm sàng về hình ảnh lắm: X quang, siêu âm, CT, xạ hình, cộng hưởng từ, hoặc thậm chí là người ta kết hợp xạ hình với lại CT, rồi những cái máy đo loãng xương, hoặc là những cái máy chụp mạch, là hay nói là can thiệp DSA ha, can thiệp mạch máu. Thì đối với bệnh lý xương khớp, X quang là phương tiện chẩn đoán cơ bản đầu tay. Chị chỉ nói là bệnh xương và khớp ha, chị không nói cơ. Trong xương và khớp thì X quang gần như là phương tiện chẩn đoán hình ảnh đầu tiên trong tất cả các bệnh lý. Và X quang cho mình cái thông tin về bệnh lý đó lên tới 80-90% ha, thậm chí là 100% luôn. Bởi vì X quang rất là nhạy đối với bệnh lý xương và khớp. X quang thì là có từ rất là lâu và là phổ biến thông dụng nhất luôn. Lý do, cơ sở nào cũng có được cái máy X quang cả ha. Dễ tìm hơn là đi kiếm một cái chỗ chụp CT hay một cái chỗ chụp MRI. Rồi, thì nên X quang là cái chỉ định cơ bản đầu tiên trong đánh giá những bệnh lý về xương khớp. Coi cái gì? Gãy xương, trật khớp, viêm xương tủy, u xương, rồi những cái bệnh xương chuyển hóa. Rồi thậm chí khi mà trong lúc mà mổ thì người ta cũng dùng X quang để người ta đánh giá những cái xuyên tinh mạch tích có chính xác hay là không ha. Rồi đánh giá sau khi can thiệp điều trị những cái can xương sau gãy xương, hoặc là người ta thay khớp cho bệnh nhân thì người ta cũng dùng X quang để kiểm tra lại, không ai dùng CT hay là MRI để mình đi kiểm tra những thế này. Một cái nữa là X quang sẽ phát hiện những cái dị vật cản quang. Dị vật cản quang ha, còn dị vật không cản quang thì X quang có thấy không? Không ha. Những cái dị vật cản quang ở trong xương hoặc là mô mềm. Như vậy, đối với những cái dị vật cản quang á, thì cái gì cản quang được thì trên X quang sẽ thấy được. Còn những cái gì không cản quang thì chụp X quang chúng ta cũng sẽ không thấy. Thì X quang nhắc lại đơn giản, rẻ tiền, phổ biến. Nhược điểm là gì? X quang là sử dụng tia X, bức xạ ion hóa. X quang chỉ phân biệt được một số đậm độ cơ bản. X quang có bao nhiêu đậm độ cơ bản? Học bài X quang đại cương rồi, bao nhiêu? Bạn nào trả lời chị đi. Bao nhiêu? Khí, gì nữa? Khí, tiết, mỡ, gì nữa mấy bạn? Xương, mỡ là tới xương liền vậy hả? Dịch. Dịch, nước, ha, khí, mỡ, nước và xương. Thì mấy bạn thấy những cái đậm độ mình đôi khi, ví dụ bây giờ tràn dịch màng phổi, bạn nhìn đến X quang bạn có biết được đó là dịch gì không? Dịch bình thường, dịch mủ, dịch máu, biết không? Không biết. Làm sao để biết? Dựa vô gì? Làm gì để biết đó là dịch gì? Đậm độ. Dựa vô gì? Bạn đã học siêu âm rồi. Siêu âm được không? Siêu âm có phân biệt được không? Siêu âm có phân biệt được máu với phổ không mấy bạn? Được không?
Thì không, mình có phân biệt được dịch máu với dịch mũ không? Mấy bạn học lớp X-quang học siêu âm rồi nè, chắc chắn luôn. Có phân biệt được không? Trả lời. Không biết luôn. Để con hỏi đó lại để dành thi ha. Dịch mũ với dịch máu, nếu như vậy đi lâm sàng rồi, trên CT mấy chị thường dùng phương tiện gì để phân biệt các đậm độ? Dùng gì? Rồi, có nghe bao giờ chưa? Ví dụ mấy chị để cho mấy chị coi tại một cái điểm đó, coi đậm độ nó là bao nhiêu, nó khác cái chỗ khác như thế nào. Chưa biết luôn. Rồi, để nó đi. Sắp học bài Đại Cương City rồi, học xong quay lại nói tiếp. Rồi ha, như vậy mấy bạn sẽ thấy là X-quang nó hạn chế rất là nhiều. Rồi ví dụ như bây giờ mấy bạn nhìn thấy cái X-quang sưng mô mềm, X-quang nó đánh giá được không? Được không? X-quang có đánh giá được sưng mô mềm không? Được. Ngọc Hòa sẽ có một số hình tại sao biết là được. Tuy nhiên mình sẽ rất là hạn chế, chỉ biết đó là nó sưng nề thôi, đâu có biết được là nó phải là u hay là một cái cục máu tụ hay là cái gì hết ha. Thì do bởi cái đặc trưng của X-quang nó chỉ là hình chiếu, hình chiếu một lần chụp mình chỉ cho được một hình, và những cái đậm độ trên hình đó thì phân biệt với nhau rất là kém. Ví dụ tương phản mạnh giữa khí với xương, đúng không? Một cái thì quá đen, một cái thì quá trắng thì rất là dễ phân biệt. Nhưng ví dụ giữa mỡ với cơ hay gì đó mà lỡ cái người chụp người ta để yếu tố không đúng thì lúc đó sẽ không tạo được sự tương phản và mình sẽ không có phân biệt được đâu là cái cấu trúc nào. Rồi những cái đánh giá tổn thương gân cơ với lại mặt khớp thì X-quang đánh giá rất là hạn chế. Ngoài ra X-quang là sự chồng hình nên những cái tổn thương nhỏ và nằm ở sâu thì khi cho trên hình chiếu thì mình sẽ rất là khó để mà nhận diện ra, nên mình sẽ bỏ sót ha, hoặc là mình đánh giá không có đủ. Thì giống như X-quang phát triển hơn đó là cái CT. X-quang thì mình chụp một lần cho ra một hình. Đối với CT mình chụp một lần thì cho ra quá trình hình tùy cái máy bao nhiêu lát cắt ha. Một đầu giờ cho bao nhiêu lát cắt, quay như thế nào thì sẽ cho gọi là cắt lớp, nên có nghĩa là mình cắt từng cái lát mỏng rồi sau đó mình tái tạo hình ảnh lại, máy sẽ tái tạo lại. Thì người ta dùng CT khi nào? CT sẽ được dùng trong những cái đánh giá gãy xương phức tạp và những cái u xương nó tốt hơn X-quang rất là nhiều để coi đến, bởi vì nó là cắt lớp nên mình sẽ coi được nó xâm lấn xương với màng xương hoặc là mô mềm như thế nào. Rồi ngoài ra mình sẽ phân biệt được gần 4.000 đậm độ sáng, so với X-quang chỉ phân biệt được có vài cái thôi ha. Mình sẽ rồi mình phân biệt được đó là dịch bình thường, dịch mũ hay là máu hay là đậm độ vôi hay là đậm độ mô mềm. Thì khi mấy bạn học CT thì những phần này mấy bạn sẽ rõ hơn. Rồi CT nó có phần mềm, cắt mặt cắt nào cũng được, sau đó mình tự tái tạo hình ảnh lại. Không gian 3 chiều cũng được, muốn dựng 3D cũng được, muốn dựng hướng ngang, hướng dọc, hướng gì tùy mình thích ha. Sẽ có cái phần mềm hỗ trợ mình để mà mình xem. Rồi mấy bạn thấy trên hình này, một bệnh nhân bị chấn thương khung chậu. Nhìn lên bệnh nhân than đau, nó cứ đau rất là đau cái mông ở bên trái. Thì khi chụp X-quang lên gần như mình không thấy gãy xương ở đâu cả. Thì đối với bên này khi lâm sàng của bạn không có phù hợp với hình ảnh thì mình sẽ dùng cái phương tiện cao cấp hơn để mình đánh giá tiếp. Thì người ta đi chụp CT. Chụp CT bên đây thấy cái gì? Ở cái mũi tên màu đỏ này chỉ cái gì? Đây chính là gãy xương. Các bạn thấy ha, mảnh xương này rời ra, có cái đường nứt xương ở đây nữa. Thì cái hình ảnh là hình ảnh gãy xương. Như vậy tại sao trên X-quang mình không thấy? Vậy nhìn thấy hình này, quay ngược qua hình này có thấy tận được không? Cũng gần như không tìm được cái vị trí đường gãy. Lý do? Chồng. Các bạn thấy cái vùng mông của mình á, có cái gì? Khối cơ rất là dày. Đúng chưa? Khối cơ mông rất là dày là một. Rồi phía trước thì có hơi ruột bàng quang nữa. Nên cái khối xương cùng này mình có thấy được hết tính quang không? Gần như rất là khó thấy ha. Bởi vì nó là sự chồng hình, nên đôi khi những cái đường gãy, đường nứt nhỏ dày nó chồng vô trong cái vùng quá trình mô mềm dày luôn thì mình sẽ không có nhận diện được tổn thương ha. Nên cái này chụp CT cho mình thấy được những cái gãy xương nằm ở trong sâu.
Cái hình này chấn thương gối, thấy một cái đường gãy xương ở đâu, xương gì, xương chày, thấy một cái đường nứt của xương chày như thế này. Các bạn thấy đường nứt này đơn giản không? Đường gãy xương rất là đơn giản, nứt có một đường vậy thôi. Nhưng mà trên X quang khi người ta chụp cắt lớp thì ở một cái vị trí nào đó, ví dụ ở bề giữa của xương, tự nhiên người ta thấy thì sao? Cái mặt khớp này nó làm sao? Mất xương nè, đúng không? Cái bề mặt này mất xương rất là nhiều và cái đường gãy nó không có đơn giản ha, đường gãy phức tạp, mất những cái xương ở bề mặt khớp thì những cái này sẽ làm cho khớp bị mất vững. Đúng chưa? Chứ không có đơn thuần là mình thấy ở đây có vẻ mặt khớp có vẻ bình thường, chỉ là một đường nứt ở đây, không đúng vậy. Ở đây nó gãy lún xương này nè, nó gãy lún thì làm những cái xương mảnh rời để nằm nhỏ nhỏ như thế này và cái bề mặt khớp của mình nó không có đều. Thì chính vì cái sự gấp kênh mặt khớp này sẽ làm cho khớp mất vững. Nên những cái tổn thương xương mà có liên quan tới mặt khớp thì người ta sẽ dùng CT để khảo sát ha, người ta đánh giá về mặt khớp trước khi người ta phẫu thuật. X quang cột sống thắt lưng, mũi tên màu vàng chỉ gì? Chỉ những cái ổ giảm đậm độ ở trong cái thân sống này. Thì trên X quang là vậy, qua đây CT thấy gì? CT này chỉ là một cái nét cắt trên cái hướng sagittal ở một cái vị trí bất kỳ thôi, đã thấy thì sao, cái thân sống đó là sao, không phải chỉ có một ổ dày mà là nhiều, rất là nhiều ổ trong cái thân sống, cho thấy cái tổn thương ở bên trong thân sống nó nhiều hơn trên X quang rất là nhiều ha. Đó là cái giá trị của CT. Hình này chụp X quang hay CT? X quang hay CT? CT ha. Đây là một cái lát cắt ngang qua, qua đâu? Cái này cắt qua đâu các bạn? Này là gì? Cánh chậu. Các bạn thấy đây là cái xương cánh chậu bình thường, đây là hai cái cơ ha, bám vô cơ chậu ha, cơ mông. Thì ở bên đây thấy thì sao? Cánh chậu bên này bị gì? Hủy xương. Cái này là cái gì đây? Đây là chính là vỏ xương. Vỏ xương nó phồng to ra, hủy xương ở chính giữa. Hai cái mô mềm hai bên thì sao? Sưng rất là to ha. So với hình bên này, lớp mô mềm đây mỏng, cái lớp mô mềm đây sao? Tạo như một khối. Vậy chứng tỏ đây vừa có tổn thương xương, vừa có tổn thương của mô mềm ha. Một cái tổn thương xương ác tính. Rồi, một cái hình u xương dạng xương. Ở đây chụp cái gì? Cẳng chân. Thì ở đây mình thấy một cái vỏ xương của xương chày. Vỏ xương của xương chày chỗ này rất là dày. Bệnh nhân lại than đau chân nữa. Thì với cái hình này, người ta thường nghĩ tới một cái u xương dạng xương. Nhưng mà trên X quang mình không có đặc hiệu, cái dấu hiệu đặc hiệu của một cái u xương dạng xương đó, nó chính là một cái nhân nó khuyết xương ngay chính giữa dày ha. Có một cái ổ khuyết xương chính giữa dày là một cái gợi ý chẩn đoán xác định cho cái u xương dạng xương. Thì khi đó CT với nét cắt mỏng, cắt đúng cái vị trí cổ khuyết xương thì mình sẽ thấy rất là rõ. Còn trên hình X quang tại sao mình không thấy? Bởi vì đó là sự chồng hình, nên đôi khi cái ổ khuyết đó nó bị che lấp bởi những cái tổn thương phía trước, không có bị tổn thương thì nó sẽ chồng ha. Đó là nguyên tắc của hình chiếu. Các bạn thấy CT sẽ giải quyết được những điều mà X quang không có trả lời được. Rồi cột sống cũng vậy. Đối với những cái cột sống, người ta sẽ đánh giá những cái gãy eo của cột sống. Qua hôm sau thì mình sẽ học lại cột sống. Thì những cái gãy eo bất vững cột sống thì eo sẽ có hai bên, bên phải và bên trái. Thì ở đây các bạn thấy khi mà chụp CT thì sẽ trả lời cho mình được cái eo bị gãy nó nằm ở bên nào, nó nằm ở bên phải hay nó nằm ở bên trái, hay là nó gãy cả hai eo. Còn nếu trên X quang mấy bạn chỉ chụp một cái hình nghiêng thì bạn thấy một cái đường gãy, mình đâu có biết được bên đó là bên nào, đâu biết là bên đó là gãy bên phải hay là gãy bên trái ha. Nên CT sẽ trả lời cho mình những cái phần đó. Rồi, siêu âm có đánh giá được xương hay là không? Và đang đối với siêu âm thì chủ yếu là những tổn thương mô mềm ở quanh xương và khớp ha. Đánh giá ngoài ra đối với phân tích sơ sinh thì siêu âm dùng để đánh giá những cái bệnh lý của khớp háng, trật khớp háng, trẻ sơ sinh, loạn sản khớp háng bẩm sinh, để đánh giá những cái cốt hóa của cái khớp háng, rồi những cái bệnh lý viêm khớp háng, viêm bao hoạt dịch khớp, vân vân, rồi những cái tật vẹo cổ, tiện gì
có phì đại rất đồng chẩm hay không ha, đó là đối với cái trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Còn đối với người lớn, thường siêu âm dùng trong bệnh lý xương khớp là làm gì? Khảo sát những cái tổn thương nằm ở bề mặt. Bề mặt có gì? Da, mô dưới da, cơ, gân, đúng không? Rồi, thì mình đánh giá cái gì? Coi tôi có viêm, u, những cái dị vật không cản quan. Và đối với những cái khớp thì mình coi đánh giá những cái dịch khớp nó như thế nào ha. Ngoài ra, siêu âm còn giúp siêu âm để đánh giá can thiệp điều trị có chọc hút được hay không, có sinh thiết tổn thương được hay không, sinh thiết ở vị trí nào, kim đi như thế nào, rồi đánh dấu cái vị trí của dị vật để người ta có thể đặt da xuống bao xa thì thấy được cái dị vật để người ta gấp ra, mình sẽ đánh giá cái vị trí đó. Cái mấy bạn thường thấy nhất là gì? Đi siêu âm ngực để đánh giá vị trí chọc giò dịch màng phổi ha, là cái thường thấy nhất. Siêu âm thì khá là an toàn với lý do không ăn tia. Nhưng sao? Đối với xương, siêu âm mà gặp tới xương thì sao mấy bạn? Cái gì sau đó có thấy được nữa không? Khí và xương gần như là kẻ thù của siêu âm. Nên khi mấy bạn để ra mà đụng cái mô xương hoặc đụng mô khí thì nguyên phía sau đó là một cái bóng màu đen ha. Mình sẽ không coi được cái gì phía sau đó nữa hết. Rồi cái hạn chế nữa, đối với những cái bệnh nhân mà mập quá, đầu dò siêu âm xuyên thấu không có nổi thì cũng sẽ rất là hạn chế để đánh giá ha. Rồi, ví dụ ở đây bệnh nhân đến khám đưa cái cổ tay lên đó, tôi bị sưng một cục, hoặc ở phía sau gối sưng lên cục, thì đôi khi mấy bạn khám lâm sàng mấy bạn cũng nghĩ được đây mềm mềm rồi mềm mềm có thể một cái nang hoặc dịch khớp chẳng hạn. Thì để xác định chẩn đoán của mình đối với những tổn thương mô mềm, bạn sẽ không cho đi chụp X quang mà bạn sẽ đi siêu âm để đánh giá trước ha. Rồi siêu âm thì nếu ở đây người ta thấy có một cái echo trống chứng tỏ nó là nang dịch, và nếu mà nó thông với lại những cái khớp nữa, đương nhiên hình siêu âm là hình động ở một vị trí thì không có nói được gì cả. Nên bởi vậy siêu âm thì chỉ có người làm siêu âm mới biết, đúng không? Bởi vậy mới có chuyện tại sao bạn làm bạn kêu viêm ruột thừa mà người còn lại nói tôi cắt tôi có thấy ruột thừa đâu, đúng chưa? Có những cái người này làm thấy mà người kia làm không thấy, bởi vì sao? Nó phụ thuộc vào người làm. Siêu âm nó khác như vậy, chứ trên một cái hình X quang hoặc một cái hình CT cùng một hình đó là chắc chắn là không thể nào mấy bạn đưa ra, chỉ trừ khi là mình đọc sai thôi, đúng không? Chứ cùng một hình chắc chắn nếu có bệnh lý đó thì sẽ nhận diện được. Còn đối với siêu âm, người ta có bệnh đó nhưng mà người này làm khác, người kia làm khác, đánh giá khác ha. Nên đó là cái hạn chế của siêu âm nữa. Rồi, ở đây người ta siêu âm thấy một cái nang hoặc dịch cổ tay ha. Hình ảnh này là siêu âm của một cái nấc thang ở con nít. À, đối với những trẻ sinh non hoặc là những trẻ sinh ngôi ngược, nằm ngang thì sao? Những cái trật khớp háng bẩm sinh là những cái mà người ta phải tầm soát để người ta coi cái khớp háng nó phát triển như thế nào, có trật hay là không, để người ta điều trị can thiệp sớm. Người ta sẽ bóng làm một cái khung chậu để cố định cho nó ha, để thì sẽ đánh giá bằng siêu âm. Bởi vì sao lúc này mình siêu âm được? Xương của em bé lúc mới sinh nó có là xương chưa? Đa phần nó là gì? Sụn, đúng chưa? Thì khi nó là sụn thì nó sẽ không có bị cản âm ha. Mình sẽ siêu âm mình đánh giá được, mình sẽ thấy được những cái chớp sụn của cái chõm của xương đùi ở đây. Cái ròn vo này là cái chõm xương đùi nè, còn cái này nè là gì? Đây chính là ổ cối ha. Xương trên này là xương cánh chậu, thì người ta sẽ đánh giá được cái khớp háng có trật hay không trật, khớp háng này có phát triển đúng hay là chưa, hay là nó bị loạn sản, nó chậm phát triển. Rồi, sưng vùng gối, một cái nang ở phía sau, mặt sau của gối, cái này gặp rất là nhiều ha. Mấy bạn nào mà từng bị bệnh lý của nang hoạt dịch sẽ thấy nang hoạt dịch ở các khớp là một bệnh lý rất là khó chịu. Tại sao? Nhiều khi nó sưng to lên rồi nó lại xẹp xuống, lâu lâu buồn lại sưng lên. Tại vì sao? Dịch khớp mà, khi nào mà nó tăng tiết lên cái là chỗ đó sẽ phồng lên ha. Đôi khi người ta hút ra giảm bớt áp lực đi, sau đó nó lại tái phát tiếp. Thì ở ngay mặt sau gối thì người ta gọi tên đó là Baker's cyst, đang hình thành một cái tên đó.
giữa cơ bán gân và bán màng thì sẽ có một cái bao hoạch dịch. Khi mà tràn dịch căng lên làm sưng đau thì người ta siêu âm thấy một cái nang này, người ta gọi là varicocele. Hình này một cái dị vật ở trong mô mềm. Ví dụ như một cái ca này là một em bé nó bị sưng cái bàn chân lên, đỏ tấy lên, thì lúc đầu đi khám người ta chắc là nghi là viêm mô tế bào hay gì đó, cho tôi uống thuốc 4-5 ngày uống xuống không đỡ gì hết, nó vẫn tiếp tục sưng. Rồi vô thấy cứng, cho đi chụp X-quang không thấy tổn thương xương gì hết, không thấy cái gì hết, thì người ta mới đi siêu âm coi cái gì trong đó, coi trong cái mô viêm đó có áp xe hay không hay là cái gì. Thì khi mà người ta siêu âm thì người ta thấy trong cái lớp cơ tự nhiên có một cái vệt phản âm dày như thế này, một cái dị vật, em bé nó đi nó đạp một cái cây tăm tre gì đó không biết ha, không rõ ngõ vào, không rõ cái nguồn gốc vào, thì khi nó nằm trong đây nó gây viêm, nó cứ sưng hoài luôn. Thì khi siêu âm thì mình thấy cái vệt phản âm trong cái mô mềm thì mình sẽ đánh dấu ngay cái vị trí nào từ bề mặt da vô tới cái vị trí có dị vật đó là bao nhiêu ha, để cho người ta can thiệp, người ta lấy cái này ra. Lý do chụp X-quang không thấy gì hết là bởi vì dị vật này nó không có cảm quan ha. Ở đây, đây là một cái viêm mô tế bào. Thì các bạn thấy viêm mô tế bào thì nghĩa là chủ yếu là viêm cái mô mỡ dưới da. Thấy mô mỡ dưới da dày lên và những cái đường đen đen này nè chính là dịch, dịch len lỏi trong do viêm ha. Đây là viêm ảnh của viêm mô tế bào. Rồi, ngoài ra bây giờ người ta còn có siêu âm những cái gân cơ rất rất là nhiều. Bạn nào học tích học siêu âm thì nên học một lớp siêu âm về xương, xương khớp. Những cái nách gân cơ chấp xoay ha. Đây là siêu âm cái khớp vai nè. Ở đây người ta thấy nguyên cái ổ rách của gân cơ. Này, siêu âm gân gót. Bình thường cái gân gót nó màu trắng theo từng hớ sợi như thế này, còn này là mô mỡ dưới da nè, ở ngoài cùng sẽ là da ha, mỡ dưới da, và đây là cái gân cơ, gân gót axin của mình, bình thường trắng và những cái lớp dày dày như thế này. Qua bên này, trên cái nền trắng tự nhiên có một cái mảng màu đen, đây chính là dịch. Tại sao có dịch ở đây? Bị đứt, bị đứt thì sẽ có dịch chảy vô ha, thì chính là cái lớp dịch này cho mình thấy được rách của gân gót. Ở đây bề dày của gân gót còn không, phần bên này vẫn còn liên tục, phần này chỉ bị mất cái bề dày ngay chỗ này thôi. Đây là hình ảnh của đứt bán phần gân gót. Vậy chị nói nếu như mà đứt hết gân gót lâm sàng khám ra không? Ra, nhưng mà đứt bán phần khám ra không? Không, đúng không? Đánh giá cái gân gót còn bao nhiêu bề dày, đứt khoảng bao nhiêu thì chắc chắn mấy bạn phải dùng siêu âm để đánh giá, chứ khám thì làm sao mà biết được, đúng không? Rồi, cộng hưởng từ. Vậy từ giờ mình coi X-quang với CT chủ yếu là đánh giá xương và khớp. Siêu âm thì đánh giá mô mềm quanh xương, quanh khớp. Vậy em gai làm gì? Em gai gần như là tổng hợp của hai phương tiện đó. Vừa đánh giá được xương khớp, vừa đánh giá được mô mềm rất rất tốt. Ngoài ra, em gai còn đánh giá được những cái sụn và những cái dây chằng mà trên siêu âm không đánh giá được. Đánh giá những cái sụn trên ở khớp gối, những cái sụn viền ở khớp vai ha, những cái tổn thương chấn thương hoặc là trật khớp vai tái hồi v.v. Người ta muốn đánh giá những cái sụn có bị rách hay là không, để mà kết thúc khi mà mất sụn á thì mấy bạn biết những cái này nó sẽ làm cho cái khớp mình bị mất vững, thì lúc đó em trai sẽ đánh giá những cấu trúc này rất rất là tốt mà những cái phương tiện khác không đánh giá được. Rồi những cái thất vị, những cái tổn thương thoát vị đĩa đệm của cột sống hoặc là những tổn thương của tủy sống thì em gai là phương tiện hàng đầu ha. Những cái khối u xương ở giai đoạn sớm hoặc là viêm xương ở giai đoạn sớm khi chưa có thay đổi hình ảnh trên X-quang hoặc là CT thì trên em gai đã có những cái thay đổi rồi, bởi vì em gai là người ta đánh giá dựa vào sự thay đổi tín hiệu của cái tủy xương. Chỉ cần bất thường, ví dụ như bình thường, bây giờ mình mấy bạn tưởng tượng đơn giản vậy, tủy xương của mình vừa có tủy đỏ vừa có tủy mỡ, bây giờ bắt đầu viêm hoặc là u nó sẽ thay đổi cái thành phần tủy đỏ tủy mỡ đi, thì em trai sẽ phát hiện ra rất rất là nhạy ha, lúc đó chưa có biểu hiện gì trên X-quang và CT cho mình đâu. Còn ngoài ra khi mà đánh giá những cái khối u hoặc là viêm, chính vì cái sự tương phản
hình ảnh trên cộng hưởng từ rất là đẹp, nên nó sẽ thấy được về sự xâm lấn những cái tổn thương xung quanh, ví dụ xâm lấn thần kinh, mạch máu, rồi xâm lấn những cái cơ của các khối u, nó sẽ hiển thị rất rất rõ cho mình trên hình cộng hưởng từ. Như vậy mình nói quá nhiều ưu điểm của cộng hưởng từ, vậy nhược điểm là gì? Nhược điểm của cộng hưởng từ thứ nhất là những bệnh nhân mà sợ nằm ở trong cái lồng chụp, hội chứng sợ nhốt kính, người ta không có chui vô đó được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những bệnh nhân mà có những cái dị vật bằng kim loại hoặc là những dị vật cấy ghép ở trong cơ thể á, thì có thể sẽ không vào được máy cộng hưởng từ. Bởi vì sao? Máy cộng hưởng từ, mấy bạn tưởng tượng nó như là một cái cục nam châm rất rất là khổng lồ, nó sẽ làm dịch chuyển những cái gì bằng kim loại. Nên những cái máy tạo nhịp tim, những cái van tim, nghĩa là nếu bằng kim loại mà bị ảnh hưởng bởi sức hút của từ trường, thì khi vào cộng hưởng từ có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân, bởi vì nó sẽ bị suy lệch ha. Tuy nhiên bây giờ những cái máy tạo nhịp, những cái van tim đều là những cái dụng cụ mà người ta cũng rất là nghiên cứu để bệnh nhân có thể, những người đặt những cái dụng cụ đó cũng có thể vào máy chụp cộng hưởng từ. Nên cái chất liệu những van tim sau này là người ta đã thay đổi hết nên vẫn có thể vào được. Còn đối với máy tạo nhiệt thì người ta sẽ hạn chế bằng cách là trước khi bệnh nhân vào máy chụp thì người ta sẽ chỉnh lại cái máy tạo nhiệt, người ta tạm thời người ta tháo hay là như thế nào đó, sẽ có kỹ sư làm cái việc đó cho mình khi mà bệnh nhân vào chụp cộng hưởng từ. Cái quan trọng nhất là chuyện các bạn phải phát hiện ra bệnh nhân có những cái gì chống chỉ định vào phòng cộng hưởng từ hay không. Chứ nhiều khi mình không hỏi, bệnh nhân cũng không biết là có cái đó không được vào hoặc là phải chỉnh sửa cái gì đó trước khi vào, thì bệnh nhân bước vào có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân ha. Cái thứ hai, chụp MRI rất rất là lâu. Có bạn nào từng đi chụp MRI chưa? Có người giơ tay rồi kìa. Các bạn thấy chụp MRI rất là lâu, chụp CT ấy, vô nằm các bạn thấy quét cái rét cái là đi ra. X quang thì chỉ cần mấy bạn đứng yên kêu tính thở đi rồi xong là đi ra, đúng không? Còn CT thì mất thêm khoảng chừng 1-2 phút tùy mấy bạn có chích cản quang hay không. Còn đối với cộng hưởng từ chụp đơn giản lắm cũng phải 10 phút. Mà chưa kể trong cái máy cộng hưởng từ nó rất rất là ồn nữa, nằm thậm chí là nóng nữa ha, không lạnh đâu. Bởi vì người Việt Nam mình sợ lạnh nên những cái phòng cộng hưởng từ mình bây giờ vô nằm rất rất là nóng, bởi vì nó đã phát nhiệt của máy rồi mà bệnh nhân thì sợ lạnh. Hồi đó lúc mới chị nhớ mới cái máy cộng hưởng từ về chùm bệnh nhân chùm 2-3 cái mền ở trong máy, còn bây giờ càng ngày cái phòng nó càng nóng ha. Thì nằm lâu rất là khó chịu, nhất là bệnh nhân lớn tuổi thì người ta lại càng không thích. Tưởng tượng chui vô cái máy chụp cộng hưởng từ mà nằm trong đó lâu thì đã lâu, có người bảo giống như nằm trong quan tài vậy đó. Thậm chí có người còn chui ra còn kêu như một cái lò bánh mì. Thì những đôi khi những cái đó gây khó chịu và người ta sẽ không có nằm yên để cho mình chụp. Đắt tiền là một cái nhược điểm cuối cùng của cộng hưởng từ. Bạn chụp cái X quang 100.000, chụp cái CT 700-800 ngàn gì đó, nhưng mà đối với cộng hưởng từ 2 triệu ha, rẻ nhất cũng phải là 2 triệu đồng. Thì như vậy khi mình làm một cái chỉ định thì mình phải suy nghĩ về nhiều mặt, giá trị của chẩn đoán, rồi có an toàn cho bệnh nhân hay không ha. Về mặt kinh tế, ví dụ giờ bệnh nhân kêu bệnh nhân khó khăn, bây giờ một cái nang hoạt dịch, nếu bạn thấy sợ, thấy mềm mềm thì đầu tiên thôi bạn đi siêu âm đi. Không, chị thấy có những người chỉ định thẳng luôn, rồi thấy cục đó ghi u phần mềm, chụp cộng hưởng từ, không hề qua một cái bước cơ bản là sẽ khảo sát bằng X quang hay là siêu âm ha, chỉ định thẳng luôn là cộng hưởng từ. Có khi mình rồi mình đã biết cái đó là cái gì luôn nữa mà vẫn chỉ định cộng hưởng từ, thì nên chị nói khi mà mình chỉ định thì mình nên cân nhắc một xíu. Rồi, ở đây là hình cộng hưởng từ, một cái hình giải phẫu cho mình thấy rác chân cơ ở đây. Cộng hưởng từ các bạn thấy nè, hình y như là cái hình giải phẫu ha, xương, một cái gân có ổ dịch nằm ở đây, một cái cổ tay bị chấn thương có thể đứt dây chằng. Thì khi khảo sát cộng hưởng từ mình thấy ở đây mất liên tục của dây chằng vị trí này ha, đứt của cái dây chằng thiền nguyệt. Gối, cái gối là cái gối và cái vai là hai cái vị trí mà dễ bị chấn thương mà chụp cộng hưởng từ nhiều nhất. Chấn thương gối, đứt dây chằng, vai, trật khớp vai, những chơi thể thao hoặc đôi khi giỡn.
chởn bẻ tay nhau trật khớp. Mà khớp vai một khi đã trật rồi thì sẽ tổn thương dây chằng, nó lỏng lẻo, càng dễ bị trật. Mà cứ bị trật thì những cái cấu trúc quanh khớp nó sẽ bị va chạm liên tục và lúc đó sẽ rách sụn ha, rồi đứt dây chằng vân vân, thì phải khảo sát bằng cộng hưởng từ để mà hồi phục. Và thấy đây hình cộng hưởng từ của cái gối, dây chằng chéo trước bình thường đen vậy nè, qua bên này ở cái đầu trên này tự nhiên nó có dịch lên, nó trắng lên thì chứng tỏ là dây chằng này bị đứt ha. Vai trò của cộng hưởng từ ở đây, một chụp một cái đùi, đây là xương đùi đúng chưa, bình thường cái tủy xương nó màu trắng vậy nè, nguyên khúc này u xương gì đó, tim xương gì đó, nó bất thường, nó tín hiệu đi, nó khác hẳn so với cái vùng xương bình thường. Nên bạn thấy cộng hưởng từ cho mình thấy được cái ranh giới giữa cái vùng xương bình thường và vùng xương bệnh lý khá là rõ ha. Thì nhất là đối với những cái u xương, nếu người ta phải đoạn chi thì theo nguyên tắc, ví dụ gì nói đơn giản là người ta sẽ cắt bỏ u và trên u khoảng bao nhiêu cm nữa đó, thì cộng hưởng từ sẽ trả lời câu hỏi đó là nguyên cái chiều dài tổn thương xương đó là bao nhiêu, thì người ta sẽ cắt trên đó nữa. Rồi là cái nhất. Cái thứ hai, thấy được tổn thương mô mềm ở cạnh xương nữa ha. Rồi ví dụ xương này nó có xâm lấn vô, những cái u này nó có chèn ép mạch máu hoặc là thần kinh như thế nào, thì người ta sẽ lưu ý để mà người ta tả cái tổn thương, tránh những cái trường hợp chảy máu khi phẫu thuật vân vân. Bên này một cái viêm xương tạo ổ áp xe mô mềm bên cạnh ha. Thấy ở đây hôm nay những cái tủy xương bất thường bên cạnh đây tạo cái ổ dịch áp xe trong cơ, viêm xương tủy xương. Thắt lưng em trai, cái này gọi là gì, thân sống đúng chưa, giữa hai thân sống sẽ là cái gì, đĩa đệm ha. Thì bạn thấy bình thường cái đĩa đệm phải nằm thẳng, và phía đây là ống sống nè, đây là dịch não tủy nè, cái màu đen ở trong là gì, là tủy với lại các dây thần kinh ha. Thì bình thường cái đĩa đệm nó phải nằm dày, nó thẳng hàng dày, nó không có gì hết xuống dưới tận này. Cái đĩa đệm này sao nó thoát vị ra phía sau, nó chèn vô cái ống sống. Ống sống trong đây chứa gì, chứa thần kinh ha, thì sẽ làm sao, tê chân. Vì nó thoát vị, nó chèn vô cái rễ nào thì sẽ biểu hiện lâm sàng tương tự ở đó. Thì như vậy người ta dùng cộng hưởng từ để đánh giá những cái thoát vị đĩa đệm có chèn ép rễ thần kinh hay không. Ở trên cao vùng cổ, vùng ngực thì nó có thể gây cả chèn ép tủy. Khúc dưới này còn tủy không? Hết rồi. Tới L mấy hết tủy? Thường là khoảng L2 ha. Đây là L1 đến L2 là sẽ hết tủy. Thì người ta sẽ dùng cộng hưởng từ để đánh giá tổn thương tủy và tổn thương những cái chèn ép rễ thần kinh của thoát vị đĩa đệm. Hình này X-quang hay CT? CT, đúng chưa? Ở đây là một lát cắt sagittal của một sống cổ cho bệnh nhân chấn thương. Trên hình sagittal này mình thấy cái gì? Thân sống này sao? Xẹp và gãy nữa, đúng không? Ở trên hình này tại một lát cắt thì mình chỉ thấy ở đây có một cái mảnh rời nhỏ và thân sống này nó xẹp. Còn những cái mảnh rời khác nó nằm ở lát cắt khác mình không thấy, đúng chưa? Nhưng mà trên cái trục này cho mình thấy cái gì nữa? Cái thân sống này nó gãy, xẹp và sao? Nó trượt ra phía sau. Mà phía sau này là cái gì mấy bạn? Đây chính là tủy, đúng chưa? Tủy sống, ống sống ở đây chứa tủy sống. Thì khi cái thân sống này nó chèn, nó trượt vô đây như vậy thì sao? Nó sẽ gây chèn ép tủy. Chuyện gì sẽ xảy ra với bệnh nhân này? Liệt hay đi dưới, đúng chưa nhỉ? Tủy cổ càng cao thì thậm chí nếu ở trên cao nữa thì có thể liệt cả tứ chi luôn ha. Rồi nên bởi vậy cái trục này trên cái hình CT này cũng gợi ý cho mình được là nghi ngờ là có tổn thương tủy rồi. Cái này là trên cái hình cắt ngang cũng của bệnh nhân này luôn. Thì bạn thấy cái thân sống này nó gãy rất là phức tạp ha, như là nhiều mảnh. Đây là hình cộng hưởng từ của bệnh nhân này luôn. Thấy cái gì trên hình này? Thân sống gãy nè. Tủy bình thường màu đen dày, nguyên khúc này sao? Trắng lên và nó bị chèn ép, chứng tỏ đây là một cục tổn thương của tủy ha, do thân sống này chèn vào. Đó. Thì những cái hình này các bạn tưởng tượng được giá trị của từng cái cận lâm sàng nó như thế nào để các bạn biết mình chỉ định đúng. Rồi một cái vai, bệnh nhân đến khám kêu cái vai đau quá, bây giờ người ta giói lông với tao không được, hoặc người ta giơ tay lên đầu không được. Phụ nữ thì bị một cái là không có cài được cái dây ống ngực phía sau,
người ta hạn chế vận động. Thì lâm sàng cái đầu tiên khi mà làm những cái đó thì người ta sẽ cho chụp một cái X-quang trước, tại vì người ta nghĩ đến một bệnh lý thoái hóa hoặc một cái viêm gì đó quanh khớp vai làm cho những cái khớp vai mình hạn chế cử động. Người ta sẽ cho chụp X-quang. Bạn thấy nếu ở đây một cái X-quang chụp lên, mình thấy những cái khớp, những cái gì xung quanh khớp không có gì bất thường hết ha, không trả lời được rồi, thì mình hãy nghĩ những bệnh lý của gân cơ. Những cái viêm gân trên X-quang thấy được không? Không. Khi nào những cái tình trạng viêm gân mà nó bị vôi hóa, nghĩa là đóng vôi của những gân cơ luôn, thì lúc đó mình mới thấy được biểu hiện trên X-quang bằng gì? Những cái nốt đóng vôi quanh khớp. Đúng chưa? Nếu mấy bạn đi X-quang, các bạn sẽ để ý lại đi, những cái khớp vai đôi khi nó có những cái nốt đóng vôi nằm ở gần những cái báo động lớn, hoặc đó ha, nằm xung quanh cái giỏ ngay chỗ này, vị trí này nè, bạn thấy có một cái đậm độ vôi, những cái nốt nhỏ, thì bác chị sẽ đọc là theo dõi viêm gân vôi hóa ha. Những cái tình trạng viêm gân lâu ngày lắng động canxi lại thì nó sẽ tạo thành giống như xương rồi, canxi giống như xương, thì lúc đó mình mới thấy. Còn những viêm gân mà nó chưa có vôi hóa, nó chưa có hóa thì không thể nào các bạn thấy được trên X-quang cả ha. X-quang chỉ coi được cái gì? Thoái hóa khớp. Ví dụ mình đánh giá cái bề mặt khớp có đều hay không, à, có gai xương hay là không, khe khớp có bị hẹp hay là không, đó là vai trò của X-quang. Và cái nữa là những cái đóng vôi bất thường quanh khớp, à, chỉ là đánh giá trên X-quang được vậy thôi. Nên vậy nếu bây giờ muốn đi đánh giá siêu âm những cái tổn thương của gân, viêm gân hay đắp gân, thì người ta sẽ làm siêu âm hoặc là làm cộng hưởng từ. Thì thường thường đối với siêu âm khớp bây giờ thì làm đã nhiều hơn trước đây rất nhiều, nhưng chỉ làm ở một vài bệnh viện chuyên biệt thôi. Các bạn thấy thường chỉ có chấn thương chỉnh hình là bệnh viện Hòa Hảo làm, bên Yên Dũng chúng ta cũng rất là ít làm ha, chỉ có một số trường hợp làm thôi chứ không có dùng siêu âm để đánh giá những cái gân cơ nhiều, thì đa phần lại là chỉ định cộng hưởng từ ha. Siêu âm khớp rất là khó, tại sao? Bởi vì bạn thấy xung quanh khớp có rất là nhiều cơ bám vô đó, đúng chưa? Đòi hỏi bạn phải thuộc giải phẫu, bạn phải lần được cái mốc đó là cái gân đó là cái gân nào, phải phối hợp vừa siêu âm vừa xoay khớp hay như thế nào đó để coi cái cử động nó liên quan tới cái gân, thì siêu âm khớp nó sẽ khó hơn. Đau lưng, một bệnh nhân trẻ tới kêu đau lưng lan xuống mặt sau đùi, một bên đùi ha, thì cái chỉ định đầu tiên á, lúc nào người ta cũng làm cái X-quang cơ bản trước, người ta tìm cái gì, có thoái hóa cột sống không, có trượt cột sống hay không, ha, bất thường đậm độ xương hay không. Thì với một cái X-quang bình thường không có gợi ý gì hết của những cái tổn thương đó, thì người ta nghĩ tới một cái thoát vị đĩa đệm chèn, rễ thần kinh, thì người ta sẽ cho đi chụp cộng hưởng từ. Bước tiếp theo chụp cộng hưởng từ để tìm thoát vị đĩa đệm chèn ép rễ. Các bạn thấy bình thường á, cái đĩa đệm của mình á, cái màu xanh này nè ha, ở phía sau này màu hồng là dịch não tủy, màu xanh này nè là dịch não tủy, còn những cái màu vàng vàng ở trong đây là những cái rễ thần kinh ở trong ống sống. Nếu cái đĩa đệm này nó thoát vị chui ra đây, thì những cái rễ thần kinh á, ở mỗi tầng của cột sống thì rễ thần kinh sẽ đi ra, đúng không? Đi ra, rễ đi ra phía trước, rễ đi ra phía sau, thì ở đây nếu thoát vị ngay cái đường đi của cái rễ thần kinh trên đường chui ra thì nó sẽ gây chèn ép rễ ha. Thì cộng hưởng từ sẽ cho mình thấy được là nó chèn rễ bên nào. Một phương tiện nữa là xạ hình. Mấy bạn thấy một cái phim xạ hình bao giờ chưa? Xạ hình là gì? Là người ta sử dụng những cái dược chất phóng xạ cho nó đi vào cơ thể, xong sau đó ghi nhận cái sự di chuyển của những dược chất phóng xạ đó trong cơ thể như thế nào để đánh giá vùng nào là bình thường, vùng nào là bất thường trong khi mà hấp thu những cái dược chất phóng xạ đó. Thì đối với SPECT hoặc là PET thì người ta sẽ dùng những cái dược chất khác nhau. Đối với SPECT á, thì người ta dùng cái technium 99m ha, những cái gốc difluconat. Rồi đối với SPECT á, thì nó sẽ phát ra cái bức xạ gamma, người ta dùng máy đo trực tiếp. Còn đối với PET thì dùng dược chất phóng xạ là fluorodeoxyluco, nó sẽ phát ra positron chứ không phải là phát xạ gamma ha. PET này thường được dùng kết hợp với lại CT để ghi hình. Chính vì nhờ kết hợp CT nên PET sẽ cho hình ảnh tốt hơn là SPECT, và đó là lý do giá thành nó sẽ mắc hơn luôn.
Bạn biết làm một cái bếp toàn thân, bếp city toàn thân bao nhiêu tiền không? 20 mấy triệu. Đây chị biết là 28 triệu cho một cái bếp city từ đầu tới chân. Thì đối với xạ hình, người ta sẽ phát hiện những cái khối u ở những giai đoạn rất sớm nhờ cái sự hấp thu xạ bất thường ha. Đánh giá, ngoài ra nó còn đánh giá những cái chức năng sinh học, ví dụ như xạ hình não, tuyến giáp, xạ hình thận, xạ hình xương. Rồi, tuy nhiên hình ảnh của bếp thì không có sắc nét và khó định vị tổn thương, nên có thể kết hợp với CT hoặc là MRI. Khi xạ hình, khi nào mình dùng xạ hình phát hiện những cái di căn xương mà mình cần đánh giá từ đầu đến chân. Không ai quét CT từ đầu đến chân để tìm di căn xương cả. Lý do? Đánh giá nổi không? Giờ chị tưởng tượng mấy bạn chụp có một cái CT ngực thôi, đôi khi mấy bạn còn bỏ sót tổn thương gãy xương sườn hoặc là u xương di căn xương nữa. Một cái lồng ngực thôi, huống hồ gì bây giờ mấy bạn muốn đánh giá xương di căn toàn thân mà bạn quét CT từ đầu tới chân, ít ngồi nhìn tới bao giờ mới xong cái bộ khung xương, đúng không? Thì xạ hình sẽ giúp chỉ điểm những cái chỗ nào xương nó hấp thu xạ bất thường. Thì khi nó chỉ điểm ra vị trí đó thì mình sẽ bắt đầu mình đi làm CT hoặc MRI gì đó để đánh giá cái vị trí bất thường đó ha. Nên để đánh giá trong cái di căn xương toàn thân thì mình sẽ xạ hình. Những cái bệnh lý viêm khớp, Behçet hoặc là cốt tủy viêm ở giai đoạn sớm, xạ hình cực kỳ nhạy. Y chang như cộng hưởng từ vậy, nghĩa là cứ bất thường, hấp thu bất thường là nó phát hiện ra. Nhưng mà phát hiện ra nhưng mà đó là bất thường gì thì lại là một cái chuyện khác. Vậy chứng tỏ nó có một cái độ nhạy rất là cao, nhưng mà độ đặc hiệu thì thấp ha. Những cái gãy xương do stress. Gãy xương do stress là gì? Mấy bạn sẽ thấy là chụp X-quang ra bạn chả thấy được gãy đâu cả, mà mình đang rất đau. Tại vì cái đường gãy nó quá mạnh, trên X-quang không thể nào hiện hình lên được, thậm chí là CT. Nhưng đối với những cái gãy xương do stress này á, nhất là vận động viên thể thao, những cái viên chấn thương lâu ngày lặp đi lặp lại sẽ dẫn đến gãy xương do mỏi, thì người ta sẽ dùng xạ hình để chẩn đoán, hoặc là người ta sẽ dùng cộng hưởng từ. Bởi vì cái vùng xương mà bị tổn thương đó nó sẽ phù, à, nó phù cái tủy xương ngay quanh cái đường gãy đó, thì MRI phát hiện được xạ hình xương, nó sẽ hấp thu bất thường cái vị trí bị gãy đó thì mình sẽ phát hiện được. Rồi những cái hoại tử vô mạch của những chỏm xương đùi, chỏm xương cánh tay cũng có thể phát hiện bằng xạ hình, nhưng mà ngày nay người ta lại dùng cộng hưởng từ để chẩn đoán nhiều hơn. Phát hiện những u xương, loãng xương, nhuyễn xương, vân vân. Rồi, dầm tưởng tượng vậy ha. Thì khi xạ hình, người ta sẽ tiêm cái đồng vị phóng xạ vô theo đường tĩnh mạch. Xong, tiêm xong rồi, cho bệnh nhân ngồi đó, tùy loại đồng vị phóng xạ mất bao lâu để nó bán rã và nó đi hết dòng cơ thể. Thì đối với cái technium 99M này á, thì người ta mất khoảng 3 tiếng cho cái xạ hình xương ha. Thì 3 tiếng đồng hồ sau, bệnh nhân sẽ được đưa vô cái máy để làm gì? Quét từ đầu tới chân để ghi hình lại, coi những cái đồng vị phóng xạ đó nó nằm như thế nào trong cơ thể. Bình thường là nếu mà không có gì bất thường cả thì nó sẽ được thảy qua đường nước tiểu đi ra, thì nó tập trung ngay cái bàng quang thôi. Còn nếu bây giờ bạn có một cái cục u gì đó, một cái bất thường gì đó ở xương, thì nó sẽ động lại ở vị trí đó và mình sẽ ghi nhận được tổn thương nằm ở đâu. Ví dụ như vậy, bạn thấy cái u xương, nhạn xương mới nãy của mình nè, nó dày một cái vỏ xương bất thường ở trên đây, thấy cái vùng này sao tăng hấp thu xạ ha. Những cái vị trí quanh khớp thì phóng xạ tập trung ở đó rất là nhiều, bởi vì đó có nhiều nước, nó là sụn nên nó sẽ tăng cái hấp thu lên. Thì các bạn thấy á, nhắc lại, xạ hình độ nhạy cao nhưng mà độ đặc hiệu thấp. Những cái vùng mà tăng ngấm thuốc có thể là u viêm hoặc là gãy xương. Những cái vùng ít ngấm thuốc có thể là do nhồi máu xương, nó không có còn cái gì để hấp thu cả, hoặc là những cái nang xương nên nó không có hấp thu thuốc ha. Đây, đồng vị phóng xạ, tiêm đường tĩnh mạch, rồi ngồi chờ cho bệnh nhân vô máy quét. Thì thường á, quét người ta sẽ quét mặt trước, xong rồi sau đó, nghĩa là quét mặt trước và quét mặt sau, quét phần mặt bụng và mặt lưng, nên sẽ ra được hai cái hình cho mình. Để đây là hai cái hình xạ hình xương nè ha. Rồi ở đây là của em bé ha, xạ hình xương. Rồi ví dụ như hình này, ở đây là mình quét ở mặt trước nè. Các bạn thấy hấp thu xạ bất thường nằm ở đâu?
Đây, đúng chưa? Một ổ bất thường, bên này đâu có đâu ha. Cánh chậu bên trái này nhiều không? Có. Chỗ này quanh cái khớp cục chậu ha. Ngay khớp này bất thường, khớp mu, đúng chưa? Rồi, cái này là mặt lưng. Thì chắc lại, tổn thương mặt lưng có nghĩa là bệnh nhân tưởng tượng là nằm sấp lại ha. Thật ra không, bệnh nhân không có nằm sấp đâu, người ta quay cái máy, người ta quay cái máy ngược lên. Thì lúc đó cái xương bên phải này nó sẽ nằm qua bên này, nằm sấp mà. Đó, thì đây là tổn thương ở mặt lưng, thì mình thấy nằm ngay đây, xác định là có tổn thương ha. Tổn thương của khớp mu ha, cánh chậu đó, khớp cùng chậu, những cái vùng hấp thu xạ bất thường. Còn tại sao xương ức nó hấp thu vậy? Xương ức cũng là sụn, có nhiều nước hơn những cái xương khác, nên đó là lý do mà phóng xạ sẽ tập trung ngay đó rất là nhiều ha. Đây là những cái hình chỉ phóng to lên để nhìn. Rồi, những kẽ xương do stress nãy chị nói. Đây, những cái vùng hấp thu xạ bất thường rất là mỏng nhưng mà vẫn ghi nhận được, nhất là những động vật động viên thể thao ha, những cái gãy do mỏi. Hình này là một hình CT. Bệnh nhân này bị một cái ung thư lưỡi. Các bạn thấy ở đây nó có một cái mảng bất thường ở lưỡi nè ha, bắt thuốc tương phản. Ở đây có một cái cục hạch ở cổ. Rồi, hình dưới này, đây là hình PET. Thì ở đây người ta vừa chụp PET CT, đây là hình CT và dưới này là hình PET. Người ta nhìn vô cái hình PET, người ta coi chỗ nào hấp thu bất thường trước. Đây, tương ứng với vị trí chỗ này. À, thật ra đối với hình PET người ta còn roi nữa, cái độ hấp thu là bao nhiêu mili gì đó thì nó tương ứng với bệnh lý là lành tính hay là ác tính. Nó chỉ điểm cho bệnh vậy luôn, thì nó mới có giá trị tới 20 mấy triệu như vậy, đúng không? Ví dụ một tổn thương cũng bắt thuốc mà giờ người ta roi ra cái độ bắt thuốc ví dụ là 5 đơn vị, thì một cái chỗ khác người ta roi ra 3 đơn vị, thì cái chỗ 3 là ác tính, chỗ 5 là lành tính, thì người ta sẽ phân biệt được, người ta chỉ điểm được. Nhất là những bệnh nhân ung thư mà theo dõi là có tái phát tại cái vị trí mổ hay là không thì bé rất là nhạy để mà đánh giá, hoặc đánh giá những cái di căn của ung thư thì bé rất là nhạy ha. Dựa vô cái bắt thuốc bất thường xong rồi người ta roi cái điểm bất thường đó để đánh giá. Rồi, cục hạch này cũng vậy. Đây, cái cục hạch này lành hay ác thì người ta sẽ roi vô cái vị trí này để người ta đánh giá. Đây là hình gọi là hình PET CT. Khi chụp thì các bạn sẽ thấy được là có hai cái hình như thế này. Ở đây hình trắng đen cũng có, mấy bạn thấy người ta nhận kết quả hình màu cũng có ha. Thì cái đó là do phần mềm thôi. Đối với bệnh lý mà viêm xương tủy xương cấp, người ta so sánh phương tiện siêu âm CT X-quang giai đoạn sớm, X-quang giai đoạn muộn cộng hưởng từ với lại xạ hình, thì người ta thấy nếu ở cái giai đoạn đối với cái độ mà chính xác nhất thì là X-quang chính xác nhất, nhưng chỉ phát hiện ở giai đoạn rất muộn thì mới là chính xác nhất. Còn ngoài ra thì MRI và xạ hình xương là rất nhạy đối với những cái viêm xương tủy xương. Và đôi khi bạn thấy là kêu đau nhất xương, chụp không thấy gì hết, X-quang thấy, CT thấy, có nghĩ một cái viêm xương tủy xương hay không, thì người ta sẽ làm cái cộng hưởng từ hoặc thậm chí là một cái xạ hình xương, thì đánh giá ở giai đoạn sớm rất là tốt ha. Còn X-quang giai đoạn muộn thì lúc đó là biến chứng hết rồi, không có can thiệp gì nữa cả. Ngoài ra mình còn có những cái phương tiện như là đo độ lạnh xương. Độ lạnh xương thì nhiều máy, nhiều hãng đo những vị trí khác nhau, đúng không? Thì nó cũng là đo cái độ hấp thu, cái TX năng lượng kép để đánh giá cái mật độ khoáng của xương. Thường người ta đo ở cột sống, khung chậu hoặc là góc chân ha, tùy cái hãng, tùy cái máy. Và đa phần khi mà đo đó là nó ra luôn kết quả trên đó, mình không cần đọc gì hết ha. Cái kỹ thuật khác ví dụ như là chụp nội soi qua khớp, mình chích thuốc cản quang trong khớp để đánh giá, hoặc những cái sinh thiết mà qua CT, qua cộng hưởng từ hoặc là qua siêu âm, hay là những cái phương tiện của hình ảnh mình hỗ trợ thêm cho chẩn đoán, hoặc là chụp mạch máu, chụp test A để làm gì, một khối u, chụp test A để coi mạch nào nuôi, tắt cái mạch đó, ăn bơm thuốc vô tắt mạch, những cái can thiệp mà cộng hưởng từ, phân loại những cái hình ảnh học mình có thể can thiệp được bằng cái tắc mạch nuôi u hoặc là truyền những hóa chất để mà điều trị. Rồi, cái đó là những cái phương tiện
mà chẩn đoán hình ảnh mình có thể chẩn đoán trong bệnh lý xương khớp. Mệt chưa? Dễ đau không? Các chị nói tiếp cái phần giải phẫu X-quang xương nha. Thì các bạn biết á, xương á, cấu tạo có chất căn bản, có những cái cúc bào, tạo cúc bào, hủy cúc bào, sợi keo, collagen và những thành phần chất khoáng, canxi, phốt pho, magie gì đó vân vân. Cái mà tạo được hình cho cái quang của mình đó chính là canxi. Ha. Như vậy nếu mà cái xương càng chắc khỏe, đậm độ canxi càng nhiều thì xương sẽ càng trắng. Vậy một người loãng xương, loãng xương thì hình X-quang đó làm sao? Giảm đậm độ xương đi ha, giảm cái đậm độ xương đi, cái độ trắng nó sẽ bớt đi. Nếu bạn đi lâm sàng mấy bạn thấy đọc, nhất là bệnh viện người lớn, mấy anh chị đọc loãng xương. Tại sao mấy chị đọc được loãng xương? Thì nhìn lại so với cái hình bình thường mình coi nó như thế nào ha, thì mình sẽ thấy đậm độ của nó không có trắng, giống như cái xương nó mất canxi đi thì nó sẽ làm giảm cái độ cản quang của xương ha. Xương á, phát triển sẽ theo chiều dài và theo bề dày. Chiều dài thì dài, xương dài ra nhờ sụn tiếp hợp ở đâu? Hai đầu của cái xương, đúng không? Sụn tiếp hợp nằm ở hai đầu của xương thì làm cho xương phát triển theo chiều dài. Xương bự ra là nhờ từ màng ngoài xương ha, màng ngoài xương hai bên nên xương sẽ phát triển theo đường kính ngang. Chia xương thành các nhóm xương dài, xương dẹt và xương ngắn. Còn theo cấu trúc thì mình có xương đặc và xương xớp. Xương nào là xương xớp? Chậu. Trên cơ thể mình xương nào là xương xớp? Chậu. Xương nào? Xương nào? Chậu. Xương nào là xương xớp? Không biết thiệt luôn hả? Xương nào? Để dành đó ha. Không trả lời, tự tìm. Rồi, bây giờ cái X-quang của mình thường chụp nhất là chụp cái xương dài. Coi lại giải phẫu một cái xương dài để coi hình X-quang nó ra sao. Thì đối với một xương sẽ có hai đầu xương, đúng chưa? Ngay đầu xương thì ở bề mặt hết là chính là sụn khớp. Sụn khớp để nối với lại cái xương ở trên kia ha. Rồi tiếp theo cái sụn khớp sẽ là một cái lớp sụn tiếp hợp. Sụn tiếp hợp ở đây, sụn tiếp hợp là để cho xương phát triển theo chiều dài. Người lớn còn sụn tiếp hợp không? Không. Bởi vì người lớn đâu có cao nữa, đúng chưa? Sụn tiếp hợp này phát triển đến một cái giai đoạn nào đó, nó sẽ đóng sụn tiếp hợp lại, không có phát triển nữa. Thì lúc đó là cao bao nhiêu là chính vậy bao nhiêu luôn, không có cao được nữa ha. Như vậy sụn tiếp hợp này ở con nít nó sẽ phát triển làm cho xương dài ra, ở người lớn thì bắt đầu nó dính cái đầu xương này với lại cái lớp dưới này là hàm xương. Và nhắc lại, một cái xương ngay bề mặt sẽ là sụn khớp, phần tiếp theo là đầu xương, giữa đầu xương với lại phần hàm xương. Hàm xương bạn tưởng tượng giống như là một cái cổ của xương vậy ha, giữa đầu với cổ thì có một cái lớp gọi là lớp sụn tiếp hợp. Rồi chính cái sụn tiếp hợp này làm cho xương nó dài ra. Và nhớ khi mà đọc sụn đầu xương, hàm xương thì phải đọc đầu trên hay là đầu dưới, bởi vì một cái xương dài nó sẽ có hai đầu, đúng chưa? Còn từ ở ngoài đi vô, ngoài cùng nhất sẽ là màng xương, tiếp theo là vỏ xương và trong cùng sẽ là tủy xương, được chưa? Rồi đây ha, hình minh họa là cho dễ nhớ thôi. Tương ứng qua cái hình X-quang dễ tưởng tượng nhất, vùng đầu xương cái phần hở ra này là gì? Sụn tiếp hợp. Như vậy các bạn thấy cái lớp này nó thấy được hở ra, có nghĩa là nó không có cản quang, đúng chưa? Nó màu đen không cản quang, sụn tiếp hợp không cản quang. Phần trên cùng này là đầu xương, tới lớp sụn tiếp hợp, phần tiếp theo này sẽ là hàm xương, nguyên cái phần còn lại là thân xương ha. Ở đây là xương của con nít nên mình còn nhìn thấy được cái sụn tiếp hợp nó không cản quang ở đây. Ở người lớn thì sao? Thấy này sao? Dính lại rồi, đúng chưa? Nên bởi vậy khi đừng có cầm cái phim con nít lên, cầm giày kêu chết rồi gãy xương, không được.
các bạn sẽ đôi lúc một lúc nào đó các bạn quên mất bạn đang cầm phim của một đứa con nít, bạn cầm vô và nếu bây giờ nó lỡ nó đem vô nó chụp với bạn vì nó kêu là chấn thương, các bạn cầm phim này lên bạn đọc là gãy đầu trên của xương chày tiêu không ha. Nên đó là lý do các bạn phải biết là sụn tiếp hợp là không cản quan. Đây là hình ảnh một cái quan xương bình thường ở con nít ha. Rồi từ ở ngoài đi vô thì có vỏ xương, màng xương trước, rồi vỏ xương và trong cùng là tủy xương. Vậy bạn thấy cái nào cản quan nhiều nhất? Đó chính là vỏ xương ha. Phần trong của tủy xương là xương xớp nên nó sẽ không có cản quan nhiều. Cái vỏ xương là cái dày nhất và trắng nhất. Còn cái màng xương bình thường mình không thấy ở đâu cả. Nó y chang như cái sụn tiếp hợp vậy, mình không có thấy được nó. Khi nào có phản ứng màng xương thì lúc đó mình mới thấy được cái màng xương ở ngoài ha. Nên cái mà mình thấy trắng nhất đó chính là vỏ xương, kén thấu quan hơn đó chính là tủy xương. Rồi, mình nhắc lại ha. Trên cùng sẽ là sụn khớp. Cái sụn khớp là nguyên cái cục này gọi là đầu xương. Tiếp theo cái đầu xương sẽ là cái lớp sụn tiếp hợp, đó là xương em bé. Dưới sụn tiếp hợp sẽ là hành xương, phần còn lại là thân xương. Thân xương sẽ có màng xương, vỏ xương và tủy xương. Thì vỏ xương là cái mà có độ cản quan đậm độ cao nhất, trắng nhất ha. Khi đọc một cái phim X quang xương khớp thì bạn phải ít nhất cái phim đó chụp có đúng hay là không. Đúng hay không dựa trên cái gì? Phim khớp xương lúc nào cũng vậy, phải đọc ít nhất trên 2 bệnh viện. Có những phim vì đặc biệt, yêu cầu đặc biệt chỉ chụp có một bệnh viện. Ví dụ bạn thấy cái xương nào trên cơ thể mình chỉ cần chụp một hình là có thể đọc được. Xương nào? Suy nghĩ đi. Xương nào chỉ cần chụp có một tấm là đọc được? Xương đòn. Đồng ý không? Mấy bạn chẩn đoán gãy xương đòn, mấy bạn chụp mấy thế? Có chụp xương đòn thẳng với xương đòn nghiêng hay xương đòn chết không? Không có đâu, đúng không? Chỉ cần chẩn đoán gãy xương đòn là chụp thế thẳng là xong cái xương đòn. À, nên có những cái xương thì mình chỉ cần chụp có một thế là đánh giá được. Còn lại thì đa phần là sẽ phải chụp trên hai bệnh viện vuông góc nhau. Có thể là thẳng kết hợp với nghiêng, hoặc là chụp thẳng kết hợp với tư thế chết. Thì ví dụ như cái bàn chân đi, xương bàn chân hoặc là xương bàn tay, để bạn thấy thường người ta sẽ chụp tư thế gì. Thứ nhất là tư thế thẳng, thứ hai là tư thế chết. Chết 3/4, nghĩa là để nó hơi méo méo. Chứ mấy bạn tưởng tượng nguyên cái cổ tay, cổ chân mà bạn chụp tư thế nghiêng, chụp vuông góc xuống cái bậc, bạn thấy gì? Một đống xương chồng lên nhau, chả biết cái xương nào cả, đúng chưa? Nên sẽ tùy bộ phận để mà mình chụp. Rồi, mấy bạn hồi xưa đi chỉnh hình có nghe chụp tư thế, chụp tư thế tiếp tuyến của xương bánh kè không? Có nghe bao giờ chưa? Xương bánh kè phải chụp tiếp tuyến. Chứ bình thường mình thấy chụp xương bánh kè chụp ở tư thế nào mình mới thấy xương bánh kè? Thẳng là không thấy rồi nè, đúng chưa? Khi mà chụp bánh kè thẳng thì xương bánh kè nó chồng lên đâu? Hai cái đồi cầu đùi, đúng không? Còn khi nghiêng thì mình chỉ thấy được một mặt của bánh kè thôi. Thì phải chụp bánh kè tư thế tiếp tuyến thì mình mới thấy được bánh kè toàn bộ nữa. Rồi, nguyên tắc của một xương thì phải thấy được đầu trên và đầu dưới toàn bộ cái xương đó. Lý do, những cái gãy xương có thể gây trật khớp, nên phải lấy được hai cái khớp ở đầu khớp trên và khớp dưới để đánh giá. Tương phản ở trên hình phải là KV thấp bắt cao để tạo tương phản. Xương là xương, mô mềm là mô mềm. Chứ không có chuyện chụp đen thui lên, không thấy mô mềm, chỉ thấy bàn xương. Hoặc ngược lại, chụp trắng tươi, mô mềm màu trắng, xương cũng màu trắng, thì những tổn thương tinh vi mình sẽ không nhận diện được ha. Nhưng mà bây giờ những cái yếu tố đó mình có thể khắc phục được nếu chúng ta dùng kỹ thuật số. Muốn chỉnh sao đó chỉnh, đúng không? Muốn chỉnh trắng cũng được, muốn chỉnh đen cũng được, thì mình sẽ chỉnh được. Điều đặc biệt ở trên phim là phải có tên, tuổi, ngày tháng chụp và quan trọng nhất là chụp cái chi bên nào. Những cái chuyện mổ nhầm bên này qua bên kia do không có chữ hoặc là để sai chữ
là có chứ không phải là không có ha. Nên quan trọng khi mà chụp chi thì mình đem phim bắt buộc phải ghi bên nào. Rồi như vậy khi đọc một cái phim xương khớp phải chú ý cái gì? Ba đặc điểm: đậm độ, cấu trúc và hình thái ha. Đậm độ đây là nói gì? Là nói về cái xương đó nó trắng hay là nó bị giảm cái trắng đi, là nói về đậm độ. Cấu trúc: xương có tạo xương thêm xương không, hoặc có bị mất xương hay là không, hoặc là vừa hủy xương vừa tạo xương. Hình thái: xương bị đại, xương bị cong trục, hoặc là xương bị gãy, hoặc là có cái mảnh xương chết nằm ở trong cái vùng xương của mình ha. Đó là ba đặc điểm nha, nhắc lại: đậm độ, cấu trúc và hình thái. Thì đậm độ, nhắc lại, đậm độ là dựa vào canxi, lượng canxi. Thì trên x-quang của mình, bất thường đậm độ chỉ biểu hiện khi mà lượng canxi thay đổi trên 30% so với bình thường. Nghĩa là nếu khi mà giảm ít nhất là 30% thì trên x-quang mình nó mới hiện ra. Giảm đậm độ có thể khu trú tại một vị trí nào đó hoặc lan tỏa toàn bộ trong cơ thể. Đơn giản, khu trú thì là do bệnh lý tại chỗ, còn lan tỏa thì phải là bệnh lý toàn thân. Bệnh lý toàn thân mình gây mất canxi thường gặp nhất, loãng xương nè, nhuyễn xương, suy dinh dưỡng ha. Rồi những bệnh lý hệ thống như cường cảm giác là mất canxi đi, đó thì lúc đó sẽ là những cái giảm đậm độ lan tỏa của xương hết. Giảm đậm độ tại chỗ, những cái u xương nó gây hủy xương là mất canxi. Rồi những cái viêm hoặc là bất động khu trú, trong cái trường hợp mà gãy xương á, bạn bó bột thì sao? Chất dinh dưỡng tới cái xương của mình nó sẽ kém, đúng không? Thì nó sẽ làm giảm cái đậm độ xương chỗ đó đi. Tăng đậm độ thì là đặc xương, cái xương nó trắng hơn. Cũng vậy, lan tỏa sẽ là bệnh toàn thân, ví dụ như bệnh xương đá nè, do thiếu máu. Rồi tăng vitamin D, những cái vị trí khu trú ví dụ như can xương, trong gãy xương lành lại nè. Rồi những cái u xương tạo xương hoặc những cái đảo xương thì sẽ là tăng cái đậm độ của xương. Giảm đậm độ là gì? Đó là những cái hình sáng hơn bình thường, có nghĩa là thay vì nó màu trắng thì nó sẽ là màu đen ha. Giảm đậm độ, vỏ xương sẽ mỏng, bè xương sẽ thưa thớt. Nếu bạn thấy, nhất là cái cột sống thắt lưng á, là cái mà mấy bạn dễ thấy được cái bè xương thưa thớt trong cái loãng xương giảm đậm độ ha. Tăng đậm độ thì xương sẽ trắng, vỏ xương dày, xương xớp thành xương đặc, không còn thấy bè xương nữa, thấy nguyên cái đốt sống nó trắng bóc lên luôn ha. Ví dụ như vậy, đây là hình cột sống. Các bạn thấy ở cái hình bên này thì á, cái xương á, nó sẽ trắng rất là đều. Qua bên này các bạn thấy gì? Đậm độ sao? Giảm không? Giảm không? Nhìn hai nào khác nhau không? Các bạn về, các bạn mở máy lên, các bạn sẽ thấy ha. Ở đây giảm đậm độ và các bạn sẽ thấy được những cái sọc song song chạy ở trong tủy xương của cái thân đốt sống, thấy được những cái bè xương rất rất rõ. Nó giảm đậm độ nên những cái bè xương của mình thấy được, nhìn thấy được những cái sọc song song ở trong đốt sống như thế này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn thấy cái bề mặt của thân sống thấy thì sao, thấy cái vỏ xương nó nổi bật lên không? So với bên này thì đậm độ giống hệt nhau hết, còn qua bên này thì mình thấy những cái vỏ xương làm sao, nó trắng hơn, đúng chưa? Ở cái bề mặt của xương nó sẽ trắng hơn. Đây là hình ảnh của loãng xương ha. Loãng xương, những cái đậm độ xương giảm và thấy được những cái bè xương rõ ràng hơn. Cái này, x quang ngực, thấy cái khung xương sườn bình thường vậy, đúng chưa? Qua hình này, thấy khung xương sao? Đậm độ sao? Rất là tăng, rất là trắng, đúng không? Vậy nó có bình thường không? Không, thậm chí ngay cả cái xương cánh tay nữa nè, đúng không? Tăng đậm độ lên rất rất là nhiều. Đây là tăng đậm độ lan tỏa trong bệnh xương đá ha. Thì trong cái bệnh xương đá này á, nó sẽ tạo khúc bào, nó cứ tạo mà nó không có hủy. Cơ chế trong cơ người mình có tạo sẽ có hủy. Đối với đứa bệnh xương đá này, nó tăng tạo xương lên ha, nó tăng tạo đó. Nên đó là cái lý do làm cho cái xương nó tăng đậm độ, nó trắng như thế này so với những xương khác. Tuy nhiên vậy nó có tốt không? Không. Cái sự mau cốt khóa tăng đậm độ xương nó làm cho xương cũng rất là bất thường và dễ gãy, và nó sẽ đóng những cái khớp rất là sớm. Lồng ngực nó nhiều khi sẽ không có phát triển nữa, thì nó những đứa này thường ở thể nặng thì nó sẽ tử vong rất là sớm.
Còn đối với bệnh xương đá thể nhẹ, mấy bạn vẫn có thể gặp tiêu liếc quang rất là nhiều. Xương của một người bình thường bốn mấy tuổi nhìn nó không có giống như vậy mà nó sẽ trắng hơn, trắng đều tất cả luôn, thì người đó có thể là bệnh xương đá ở thể nhẹ ha. Nên khi đọc mình phải để ý cái đậm độ của xương. Rồi ở đây tăng đậm độ của trú. Xương này là một cái xương gãy của hai xương cẳng chân. Xương này lành chưa? Gãy xương vậy lành chưa? Lành không? Còn thấy đường gãy không? Còn thấy đường gãy không? Không. Mình dạy trả lời đi, chị đâu có cho điểm đâu. Ha? Ở đây không thấy đường gãy nữa. Đây là can xương. Để nó nối hai cái đầu xương gãy với nhau rồi. Nhưng mà lành xương vậy là có đạt không? Không. Bệnh nhân sẽ bị gì? Ngắn chi. Đúng chưa? Thế bình thường cái xương thẳng ra thì dạy theo đường khúc rồi. Còn này nhiên cong lại, tất nhiên là sẽ bị lùn một bên, chân cao chân thấp ha. Thì như vậy lành xương như vậy là không có tốt, nên người ta sẽ phải can thiệp. Ta làm gì đây? Xuyên tinh để cho cái trục xương thẳng lại ha. Cơ chế tự lành của con người mình tự sửa chữa rất là tốt, nhưng mà có khi nó sửa thì cũng ví dụ sửa được hoàn toàn hay là sửa được có 7-8 phần, cái này sửa về chưa được 5 phần nữa, đúng không? Nó chỉ là lành là nó không gãy thôi, nhưng mà về mặt thẩm mỹ rất là xấu, nên cái xương này người ta phải đi phẫu thuật lại, người ta làm cái xương gãy lại và người ta xuyên tinh vậy. Rồi hình này thấy khúc chậu này sao? Khúc chậu này sao? Bình thường không? Các bạn thấy đậm độ xương này sao? Trắng không? So với cái khúc chậu lúc đầu mình coi khúc chậu chấn thương á, khúc chậu này sao nó trắng, tăng đậm độ không? Tăng ha. Đốt sống này sao? So với hai đốt này có tăng không? Có. Trong cái vùng tăng này mình có thấy cái vùng màu đen không? Có, nghĩa là vừa hủy vừa tạo ha. Cái khung chậu vậy nè, đôi khi á, nhất là bệnh nhân nam lớn tuổi kêu đau thắt lưng, đi vô khám mấy bạn cho đi chụp x-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng. Ví dụ đây là cái hình cột sống thắt lưng thẳng nè, không chụp cái nghiêng nữa, bạn không nhận ra được cái đậm độ xương này nó trắng lên, bạn đã bỏ sót có gì căn xương của tiền liệt tuyến, ung thư tiền liệt tuyến hay là không. Nên mình phải nhìn ngoài những cái cấu trúc hình thái, phải nhìn thêm đậm độ của xương nữa để nhận diện ra đây là một cái khung chậu mà nó có cái đậm độ xương bất thường ha. Rồi về cấu trúc thì mình có hủy tạo hoặc là vừa hủy vừa tạo. Ở đây ổ này người ta gọi là ổ gì? Hủy xương, đúng không? Thì bạn thấy nó màu đen ha, hủy xương đơn độc. Bên này thấy sao? Trắng lên, đây chính là tạo xương. Bên này vừa đen vừa trắng, lẫn lộn với nhau là vừa hủy vừa tạo. Để cho các bạn những hình này để bạn dễ tưởng tượng ha. Hủy xương đen dày, trắng dày là tạo xương. Bên đây vừa trắng vừa đen là vừa hủy vừa tạo. Rồi, hủy xương thì sẽ tạo những cái hình khuyết xương, có thể do u, do viêm hoặc là do chèn ép từ bên ngoài. Bờ viền của tổn thương hủy xương sẽ gợi ý tốc độ phát triển của tổn thương là hủy xương nhanh, chậm ha, và phản ánh cái mối quan hệ là phá hủy với sửa chữa của trong xương, nghĩa là hủy xương nhưng mà có được hồi phục hay là không. Nếu mà cái bờ viền đặc và rõ thì là tiến triển chậm, còn nếu mình nhìn thấy không rõ gì hết là tổn thương đang tiến triển nhanh. Các bạn thấy đây, ổ này thì mình thấy một cái ổ hủy xương, đúng chưa? Nhưng cái bờ viền đó là sao? Rõ không? Các bạn thấy rõ không? Rõ, đúng không? Cái này bờ viền rất là rõ. Và bờ viền của nó màu gì đây? Màu trắng. Thì màu trắng này người ta gọi đây chính là viền sơ xương ha. Hủy xương có viền sơ xương rõ. Sơ xương là những cái màu trắng vậy nè, được chưa? Hủy xương, viền sơ xương rõ. Bên này thấy gì? Có hủy xương không? Có hủy xương không? Có. Các bạn có thấy viền sơ xương không? Không ha.
không thấy được một cái viền sơ xương nào giống bên đây cả. Bờ chỗ này tổn thương có rõ không? Không hề rõ luôn. Có vị xương, bờ không rõ và không có viền sơ xương, chứng tỏ tổn thương đang phát triển ha. Rồi, hủy xương chia ba dạng: dạng bản đồ, dạng mặt gặm và dạng thấm. Thì dạng bản đồ có nghĩa là cái dạng cái hình khuyết xương á, nó bờ nó khá là rõ và hủy xương ở bên trong hết hoàn toàn ha. Còn mọt gặm thì đó là những cái tổn thương hủy xương dạng những cái lỗ nhỏ, bờ nó có thể không có rõ, và đó là những cái ổ li ti có đường kính khoảng 2-5 ly gì đó, nó có thể tập trung thành đám. Còn dạng thấm, dạng thấm là những cái tổn thương hủy xương với vô số những cái lỗ nhỏ 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 luôn, bờ giới hạn không rõ gì cả. Các bạn tưởng tượng với ba cái loại này thì cái loại thấm là cái loại mình dễ bỏ sót nhất ha. Rồi, ở đây, đây là hủy xương dạng bản đồ từ 1A, 1B và 1C. Bạn thấy sao? Đây là cái vùng hủy xương. 1A thì là hủy xương hoàn toàn ở bên trong, mất xương hết nè. Nhưng mà nó có cái gì? Viền sơ xương, đúng không? Giới hạn rõ. Đối với 1B, hủy xương hoàn toàn hết bên trong, bờ giới hạn cũng tương đối rõ, nhưng viền sơ xương thì chỗ có, chỗ không. Đối với 1C, khác cái gì? Hủy xương hoàn toàn bên trong, bờ giới hạn hơi kém rõ một xíu và nó xâm lấn ra tới vỏ xương, có thể làm phá vỡ cái vỏ xương, mỏng vỏ xương đi ha. Đây là dạng 1A, 1B và 1C. Qua dạng 2 là dạng mọt gặm. Mọt gặm là gì? Là những cái dạng mà li ti, những ổ nhỏ như thế này, nằm trong cái vùng hủy xương mình sẽ thấy được những cái mọt li ti như thế này, và giới hạn nó không có rõ, nó không có cái viền sơ xương. Dạng thấm, hình dạng không nói được, muốn sao cũng được, nó li ti khắp hết trong cái tủy xương ha. Đây là ba cái dạng của Lodic ha. 1, 2, 3. Nhắc lại: bản đồ, mọt gặm và thấm. Rồi, dạng đây, ở đây là dạng gì? Giới hạn rõ, đúng không? Có viền sơ xương không? Có. Có thâm lấn ra vỏ xương không? Có, đúng không? Để thấy ở đây cái vỏ xương bình thường nó dày, nó trắng dày ở đây mình có thấy không? Không, đúng chưa? Vậy nó thuộc dạng nào? 1C, đúng chưa? Đâu biết 1C ha, tình lại ha. Nó có thể có viền sơ xương và nó xâm lấn ra vỏ xương là 1C. Còn này, viền xương dạng gì? Những ổ tròn nhỏ chính là dạng mọt gặm. Còn qua đây có hình dạng gì không? Không có hình dạng gì cả, đây chính là dạng thâm ha. Giới hạn rõ không? Rõ, là bản đồ, đúng chưa? Có viền sơ xương không? Không, đúng không? Không có viền sơ xương, dạng bản đồ nhưng mà không có viền sơ xương. Rồi dưới này thấy những ổ tròn, đúng không? Là dạng mọt gặm. Qua cái hình này thấy gì không? Nếu không có những mũi tên chỉ vô, mình sẽ không có nhận diện được. Các bạn thấy bình thường xương nó phải trắng vậy nè, ở dưới đây li ti những cái nốt nhỏ 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 lắm. Tuy nhiên hình này rất rất dễ bỏ sót. Nếu các bạn đọc trên phim nhìn không kỹ, bạn sẽ nghĩ đây là một cái tủy xương xớp bình thường, nên nó sẽ nó hơi đen đen như vậy ha. Mà thật ra trong cái vùng này đây là một tổn thương tủy xương dạng thâm. Rồi, mặc dù bạn thấy những cái dạng đó thì dạng thấm là dạng ác tính nhất, bởi vì ranh giới không rõ gì cả, nhưng có sơ xương dù gợi ý tiến triển chậm nhưng nó vẫn có thể là hình ảnh của di căn ở một cái giai đoạn mình với tốc độ phát triển chậm, mình vẫn thấy được viền sơ xương. Và ngược lại, một hình ảnh hủy xương trong viên xương tủy xương chưa chắc đó là tổn thương ác tính ha. Đó là một cái mình phải nhắc nhở nhẹ, là dù có sơ xương nhưng chưa chắc đó là tổn thương lành tính, và ngược lại dù hủy xương dữ dội chưa chắc đó là tổn thương ác tính. Rồi, thì cái vị trí hủy xương nó sẽ chỉ ra cái nguồn gốc của u. Ví dụ ở đầu xương thì u sẽ có nguồn gốc từ sụn với khớp. Ở vùng hành xương là những cái u xương nguyên phát, thân xương cũng vậy, và thường thân xương mình sẽ gặp là di căn với lại nhiễm trùng.
và những cái sụn thường là nhiễm trùng là nhiều hoặc là những cái u sụn ha, rồi những cái tổn thương ở vỏ xương thì tùy cái vị trí. Còn tạo xương thì tạo xương có hai kiểu tạo xương, tạo xương từ trong xương và tạo xương ở màng xương. Thì tạo xương từ xương á thì bạn sẽ thấy gặp nhiều nhất hình ảnh bông cải. Đây là hình ảnh của u sụn xương. Mình thấy cái gì? Vỏ xương bình thường nó liên tục với cái vỏ xương của tổn thương này. Tủy xương trong này nó cũng liên tục với tủy xương của cái chòi xương này luôn. Đây là hình ảnh của u sụn xương. Hình ảnh bông cải ha. Bạn sẽ thấy một cái chòi xương mọc ra, tủy, người ta gọi câu là tủy liền tủy và vỏ liền vỏ. Hình ảnh của u sụn xương. Vị trí nó nằm ở đâu? Nói là sụn thì nó phải nằm ở gần cái vị trí mà có sụn. Thường nó sẽ nằm ở vùng hành xương ha. Vị trí của tổn thương u sụn xương là nằm ở vùng hành xương. Mình thấy nhắc lại ha, tủy liền tủy và vỏ liền vỏ của u sụn xương. Hình ảnh này thấy gì? Thấy gì bất thường trên hình này? Này gì? Tăng đậm độ, đúng chưa? Phải tạo xương không? Tăng đậm độ nghĩa là tạo xương đó. Mà tăng đậm độ là tăng đậm độ ở trong xương, nên người ta gọi đây là tạo xương từ xương ha. Rồi, ở đây tạo xương từ chất nền của xương, tạo xương từ nền sụn. Đây tạo xương ở trong cái xương này nè. Bạn thấy á, đối với tạo xương mà từ sụn á, nó sẽ là cái dạng giống như người ta gọi là dạng bóp con, có nghĩa là dạng giống như dạng bắp nổ á. Bạn sẽ thấy những cái mảng tăng đậm độ của sụn á, nó sẽ rời từng cái hoặc là nó tính tụm lại với nhau. Tưởng tượng bắp rang sau á, thì cái chất nền của sụn nó giống vậy á. Nó có thể nhỏ, có thể to ha. Những cái tăng đậm độ rải rác như thế này thường là tạo xương từ cái sụn. Rồi một cái tổn thương xương trong đó tự nhiên có một cái mảng tăng đậm độ vậy, thì đây có thể là do gì? Do cái sản phẩm của máu của cái u á, hoặc nó bị thoái hóa, hoặc là những cái đống vôi mà nó ít thôi ở trong cái khối u xương đó, nó tăng đậm độ nó tạo nên ha. Hoặc là do thoái hóa rồi lắng đọng canxi, là những cái chuyển hóa, những sản phẩm chuyển hóa của máu lâu ngày thì nó trở thành canxi như vậy. Rồi vậy mình mới xong cái tạo xương từ xương. Cái tiếp theo là tạo xương từ màng xương. Thì phản ứng màng xương á, bình thường á, mình sẽ không thấy được màng xương trên X quang, đúng chưa? Khi mà nó bị bệnh lý hoặc có cái gì đó tác động thì màng xương sẽ bắt đầu bị kích thích và phát triển. Nhưng phản ứng thường xảy ra sau 10 ngày ha. Ví dụ một cái viêm xương tủy thì sau 10 ngày nó mới có được phản ứng màng xương. Lúc đó trên X quang mình mới thấy hoặc CT mình mới thấy. Và thật ra bệnh trước đó rồi, 1-2 tuần rồi mà mình không có biểu hiện trên hình ảnh X quang với lại CT, thì trong cái giai đoạn đó, cái quan trọng nhất thì nhắc lại, đối với bệnh lý viêm xương tủy xương thì dịch cộng hưởng từ hoặc là xạ hình để phát hiện ha. Bệnh nhân lớn tuổi thì cái thời gian để mà tạo phản ứng màng xương nó càng chậm hơn. Các bạn nghĩ gì cho dễ nhớ? Gãy xương, con nít với người lớn ai mau lành hơn? Con nít, đúng chưa? Thì chứng tỏ là các phản ứng của con nít, cái phản ứng màng xương nó xảy ra nhanh nhạy hơn, nên nó mới mau liền cái xương gãy lại được ha. Rồi phản ứng màng xương thậm chí là không xảy ra trong những trường hợp gì? Những cái tổn thương nó phát triển chậm tới nỗi mà nó không kích thích được cái màng xương tạo xương luôn, hoặc những cái tổn thương phát triển quá nhanh, phản ứng màng xương không kịp, hoặc là nó quá chậm, hoặc là nó quá nhanh, hoặc những tổn thương rất nhỏ. Những tổn thương rất nhỏ, ví dụ những trong những cái gãy do stress, là những cái gãy xương ở trong tủy xương á, thì nó có phản ứng màng xương không? Đâu có đâu ha. Người ta chia những cái kiểu là lành tính và ác tính. Thì đối với phản ứng màng xương lành tính, nhìn hình này thì dễ nhớ, sẽ là cái màng xương sẽ dày lên một lớp đồng nhất và song song với cái trục của cái xương. Tiến triển chậm, gặp trong những trường hợp gì? Canxi sau gãy ha, những cái u xương lành tính. Rồi phản ứng màng xương gãy ác tính sẽ có hình dạng gì? Đây, dạng bảy hành. Bạn tưởng tượng củ hành á, mình bóc từng lớp một. Nhìn này định nhớ nè, một lớp, hai lớp, ba lớp. Vậy trên X quang mình nó sẽ biểu hiện là cái gì? Một cái đường màu trắng, xong rồi tới cái mảng màu đen, rồi tới một cái đường màu trắng, rồi tới cái mảng màu đen. Thì đây người ta gọi là hình bảy hành, phản ứng màng xương dạng bảy hành. Qua bên này, đây là tam giác có nem. Bạn tưởng tượng như một cái lá cờ phất phới vậy đó.
Thay vì phản ứng màng xương đồng tính một lớp, không, cái này nó sẽ tạo góc nhọn và nó có cái bờ tự do như thế này, nó hướng ra ngoài. À, đây là tam giác bấm đen. Dạng này tủ gai hoặc là người ta gọi là bạch trải. À, còn này kiểu này vừa hỗn hợp, vừa có bấm đen rồi vừa có tủ gai, kiểu mà tia nắng mặt trời, sunburn ha. Đây gọi là sunburn. Thì trừ cái lành tính này một lớp đồng nhất song song với trục của xương thì những phản ứng màng xương khác đa phần là vẫn màng xương ác tính. Rồi, ở đây có bị xương không? Có. Không có xương không? Có luôn. Màng xương chỗ này mình sẽ thấy những đây. Mình thấy ở đây một cái lớp này nè, nó dày rất là đều. Tự nhiên đây nó có một cái lớp nó mỏng hơn, nó nằm ở phía ngoài của cái vỏ. Thì đây chính là cái phản ứng màng xương. À, phản ứng màng xương có lớp mỏng ở đây. Bên này, mũi tên nè, bạn nào ngồi gần sẽ thấy. Thấy gì? Bạn đầu thấy gì mấy bạn? Đây chính là phản ứng màng xương kiểu gì? Tam giác bấm đen. Đúng chưa? Nè, mũi tên chỉ đây nè, bạn sẽ thấy đây có một cái lớp hướng lên đây. Ở đây cũng vậy. Cốt men không có nghĩa là chỉ từ trên này hướng xuống mà dưới này hướng lên, một cái bờ tự do cũng là cốt men ha. Hồi đó đi thi cho cái hình ở dưới này cốt men hướng lên đây, chứ không phải cái hình giống như mới nãy là cái hình từ trên này hướng xuống mà nằm dưới này nó ngược lên, thì nó cũng có một cái bờ tự do giống như lá cờ, có nửa lá cờ vậy đó. Thì các bạn nhìn không ra, các bạn không có nhận diện được đó là phản ứng màng xương cốt men. Nhớ lại nha, cốt men có nghĩa là có một cái bờ nó dày, nó đưa ra phía ngoài như vậy, nó có thể từ trên này xuống hoặc từ bên này ra ha, từ dưới lên. Hình này phản ứng màng xương kiểu gì? Các bạn ban đầu thấy không? Dạng vẫy ha. Tại sao chị nói vẫy ha? Bạn thấy đây là một cái lớp màu trắng, lớp tiếp theo màu gì? Màu đen. Lớp tiếp theo một cái đường từ trên tay xuống màu trắng, đúng chưa? Kế theo là lớp màu đen, ở ngoài cùng là lớp màu trắng. Từng lớp một đó chính là vẫy hành. À, tổn thương hủy xương này hủy xương kiểu gì? Ba dạng. Bản đồ mật gặm thấm thì đây là hủy xương kiểu dạng gì? Phải bản đồ không? Phải bản đồ không? Có thấy những ổ này không? Những ổ màu đen này không? Hủy xương kiểu gì? Mọt gặm. Ha? Những ổ tròn nhỏ với hẹp rõ thì đây chính là mọt gặm. Phản ứng màng xương ác tính dạng vẫy hành. Rồi, bên này phản ứng màng xương kiểu gì? Bùa gai. Ai? Màng trải. Đây, tua gai. Thấy chưa? Bạn thấy những cái đường tua gai ra không? Ha? Phản ứng màng xương dạng tua gai. Bên này trời như một quá trình luôn, giống như là tia nắng mặt trời ha. Tổn thương trong này là dạng gì? Tạo xương không? Có tạo xương không? Có. Đây là một cái tổn thương mình sẽ tả làm sao? Tự giờ tao học tới đây là tả thử đi. Tăng đậm độ, đúng không? Ở đâu? Vị trí này gọi là vị trí gì? Hành xương. Hành xương đầu trên, xương dày, đúng không? Tăng đậm độ. Rồi, phía ngoài có phản ứng màng xương dạng tia nắng mặt trời ha. Nè, tăng đậm độ dạng tia nắng mặt trời, nó tổ ra như thế này tùm lum hết. Thì đây gợi ý một cái u xương ác tính, thường này là sạc cơn xương ha. Rồi, hình can xương nãy mình nói rồi. Ở đây, ở đây là một cái hình can xương trong gãy xương do mỏi. Thì cái đường mà gãy xương do mỏi bạn thấy nó rất là kín đáo, trong khi đó cái phản ứng màng xương nó lại rất là rõ. Ở đây do cái chấn thương lặp đi lặp lại tích nên phản ứng màng xương nó dày lên. Mà tại sao người ta nghĩ cái này là cái lành tính? Bạn thấy rõ ràng nó là một lớp đồng nhất, nó không có dạng vẫy hành, không có gì hết ha. Một lớp đồng nhất song song trục xương, phản ứng màng xương lành tính. Hình này rõ không? Thấy vẫy hành rất rõ đúng chưa? Một đường trắng, một đường đen, vẫy hành. Bên này có men hướng từ dưới nè ha. Tua gai chưa? Bên này
cũng tủ gai luôn, hoặc là mặt trời. Các bạn thấy á, cái xương này như thế nào? Tăng đậm độ. Có tăng đậm độ không? Có. Đầu xương tăng đậm độ. Rồi gì nữa? Có phản ứng màng xương ác tính, đa dạng tua gai. Rồi bạn thấy cái mô mềm chỗ này nó có bình thường không? Sừng. Không. Ha, xương mô mềm rất là nhiều. Cái này cũng là một cái ung thư xương. Rồi, bên nãy là mình vừa nói tạo ri, hủy ri. Thì cái dạng thứ ba là dạng vừa hủy vừa tạo. Thì đa phần những cái tạo xương mà vừa hủy vừa tạo nó gây ác tính rất là nhiều. Thì người ta cũng sẽ dựa vô những cái viền sơ xương để đánh giá là tổn thương lành, có tiến triển chậm. Rồi ngược lại thì sẽ là ác tiến triển nhanh. Vùng chuyển tiếp là gì? Là cái ranh giới giữa cái vùng xương bệnh lý với lại cái vùng xương bình thường. Nó có rõ hay không rõ? Nếu nó không rõ thì chứng tỏ nó ác tính nhiều hơn. Ví dụ như ở đây, một cái tổn thương xương như thế này. Thì mình thấy á, đối với cái bờ ở ngoài này, tổn thương bị xương dạng gì cái đã? Bản đồ. Tổn thương bên ngoài này nó có viền sơ xương không? Có. Bên này có không? Ổ này có không? Không. Ha, cũng là bản đồ những hai dạng khác nhau. Tổn thương hủy xương ở bên phía ngoài sát vỏ xương thì có viền sơ xương, còn ổ ở trong thì không có. Bên đây hủy xương dạng gì? Trên đó chị viết sai á. Hủy xương dạng gì? Khá giống dạng mọc gặm hay là dạng thấm? Giống dạng thấm nhiều hơn, đúng không? Vì không có ranh giới ổ nào rõ hết. Giới hạn có rõ không? Không. Mình không biết cái vùng nào lành, vùng nào ác ở ngay cái vị trí này đi. Ha. Tao biết chỗ nào là lành, chỗ nào là ác. Nên cái vùng chuyển tiếp nó không có rõ, chúng ta là vùng chuyển tiếp rộng. Ha. Đây là tổn thương giới hạn không rõ gì cả. Rồi, cái thứ ba mình mô tả đó chính là về hình thái. Bất thường hình thái. Phì đại, cong trục, gãy, mỏng xương hoặc là có mảnh xương chết. Thì bây giờ các bạn thấy cái xương này, thấy gì bất thường trên xương này? Đây là hai cái xương cẳng chân của một người luôn. Thứ nhất là cái trục xương sao? Có gãy không? Không có gãy. Bị gì? Bị cong. Đúng chưa? Cong biến dạng. Rồi, cái thứ hai, thấy bất thường gì trên cái hình này nữa? Đậm độ xương. Thấy thì sao? Có giảm không? Có, giảm đậm độ xương lan tỏa, đúng chưa? Giảm đậm độ xương lan tỏa ở nhiều xương. Thật ra, cái này bạn kêu cái này là giảm đậm độ và này là tăng đậm độ. Thì mình phải nhìn chung trong toàn cảnh. Cái giảm là cái bất thường, còn cái còn lại là cái nền bình thường. Ha, mình sẽ phải nhận diện được là cái phần còn lại là phần bình thường. Cái này, bệnh nhân này có thể là nằm lâu ngày, loãng xương và biến dạng cong trục của xương trong những cái trẻ mà bị bại liệt á, họ không có vận động chi thì nó sẽ có hình ảnh vậy. Còn bên này, thấy cái gì? Bạn thấy cái gì ở thân đốt này? Tại sao? Có sẹp không? Có sẹp, nhưng mà có gì nữa? Có bị đại không? Có. Nó phì đại theo chiều trước sau, đúng không? Nó xẹp chiều cao nhưng mà phì đại theo chiều trước sau. Đậm độ thân sóng này sao? Tăng hay giảm? Tăng hay giảm? Giờ nhìn so với thân trên, thân dưới ha. Giờ chị hỏi chỗ này, cái viền ngoài này thì sao, như thế nào? Tăng. Trong này thì sao? Giảm. Vừa hủy vừa tạo. Ha? Và có bất thường hình thái vừa xẹp vừa phì đại nữa thì gợi ý đây là một cái tổn thương ác tính của thân sống. Thường á, thân sống mà có tổn thương biểu hiện trên X-quang mà chỉ một đốt thì khả năng ác tính rất là cao, 90-95% là tổn thương ác tính ha. Nó di căn từ cái gì đó. Vì vậy, nó tính lại, bạn nhìn một cái xương, bạn sẽ thả gì? Đậm độ, tăng, giảm ha. Đậm độ thì sẽ nói lên cái cấu trúc là hủy xương hay là tạo xương, hay là vừa hủy vừa tạo. Và cái thứ ba là hình thái của cái xương biến đổi như thế nào. Tự giờ nói nhiều vậy á, nhớ lại có ba chuyện thôi, đúng chưa? Rồi ha. Phì đại màng xương là do phản ứng màng xương. Phì đại mặt trong vỏ xương là do xương nó đặt lại.
mảnh xương chết là gì? Mảnh xương chết là mảnh xương nó nằm trong một cái vùng xương nó bị hủy xương, và cái xương đó nó chết, nó lắng động lại nằm trong cái tủy xương á. Chúng mình sẽ coi cái bài niêm xương tủy xương. Như vậy, nhắc lại, khi tả một cái xương trên X quang, nhất là u xương, thì có 5 bước: phát hiện tổn thương, mô tả tổn thương, tổng hợp dấu hiệu lại để thảo luận, đưa ra những chẩn đoán phân biệt, và cuối cùng là đưa ra chẩn đoán cuối cùng. Thì X quang của mình dừng lại ở cái bước số 4 khá là nhiều, tại vì với một hình ảnh đó mình có thể đưa ra hàng loạt chẩn đoán, trừ một số trường hợp đặc hiệu ha. Còn tới bước số 5 là bước của giải phẫu bệnh là chính. Nên chị nhắc lại, đối với một u xương, cái đầu tiên mấy bạn nên làm, lúc nào cũng nên làm, đó chính là X quang trước cái đã. Trước khi mấy bạn làm CT hoặc cộng hưởng từ, bạn nên đánh giá bằng X quang. Và nhắc lại, cộng hưởng từ có một khuyết điểm. Bây giờ chưa có dạy cộng hưởng từ nhưng mà vẫn phải nói, đó là đóng vôi. Cộng hưởng từ không nhảy với đóng vôi, đó là một cái khuyết điểm cực kỳ của cộng hưởng từ. Nên những cái tổn thương nhiều khi đóng vôi, bạn sẽ trên cộng hưởng từ rất rất khó để đánh giá. Chắc là nói mấy bạn, nếu mấy bạn có làm lâm sàng, mấy bạn làm ở bệnh viện đó, mấy bạn sẽ thấy những cái đóng vôi mạch máu, những cái động mạch cảnh hay là những động mạch chủ bụng, cộng hưởng từ mà không thể nào đánh giá đóng vôi như CT được. Nên nhiều trường hợp thấy mạch máu đẹp trên cộng hưởng từ nhưng mà thực chất nó đã hẹp do nó đóng vôi đều quá, nên cộng hưởng từ sẽ không nhận diện ra được ha. Nên nhắc lại là đánh giá những cái đóng vôi là hạn chế của cộng hưởng từ. Thì khi mô tả, mình sẽ tả cái gì, vị trí cái u đó phát sinh ở đâu, nó nằm ở trong xương hay nằm trong mô mềm hay là nằm trong khớp. Thì ở nếu ở xương thì nó nằm ở đâu nữa nè, ở tủy, ở vỏ hay là ở màng xương, hay là từ ở phía bên ngoài nó xâm lấn vô màng xương ha. Số lượng, một ổ hay là nhiều ổ. Loại tổn thương xương, hủy xương, tạo xương hay là vừa hủy vừa tạo. Vùng sơ xương có không, vùng chuyển tiếp rõ hay không rõ. Kiểu đóng vôi là đóng vôi do tạo xương trong xương hay là đóng vôi do chất sụn ha. Thay đổi của vỏ xương có bị mỏng hay là bị dày. Mô mềm có bị sưng nề hay là không. Rồi, ví dụ đây, tổn thương mình sẽ tả hình này. Tả về gọi là tổn thương nằm ở đâu các bạn? Trong tủy xương, đúng không? Trong tủy xương. Trong tủy xương thì sẽ có, mình sẽ tả tủy xương mà vị trí ở đâu, ở đầu xương, ở hàm xương, hay là vừa đầu xương vừa hàm xương, hay là nằm ở thân xương, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tổn thương nằm lệch tâm hay là nằm ở trung tâm ha, nó sẽ giúp cho mình chẩn đoán phân biệt một số thứ u đó. Rồi, đó là trong tủy xương. Còn này, tổn thương nằm ở đâu? Trong vỏ xương. Cái này nằm ở màng xương. Cái này cạnh mặt ngoài của màng xương. Và cái này là tổn thương ở trong mô mềm, có thể phát triển và nó xâm lấn vô đây, nó làm hủy xương ở trong này ha. Nên khi tả tổn thương mà có liên quan tới xương, nhắc lại, tủy xương, vỏ xương hay là màng xương, mặt ngoài của màng xương hay là tượng mềm ở ngoài xâm lấn vô xương, nó sẽ có những dạng như vậy. Chẩn đoán phân biệt sẽ dựa trên những cái gì? Hình thái và chất nền của tổn thương, nghĩa là khả năng đóng vôi á, là của xương hay của sụn, tốc độ tăng trưởng, vị trí, tuổi, tiền sử và những cái xét nghiệm đi kèm. Ví dụ một cái tổn thương hủy xương có phản ứng màng xương mà CRP nó tăng cao, mình thực sự mới phát hiện gần đây có xương nóng đỏ đau khớp, mình kết hợp nhiều thứ thì mình sẽ hướng nó về cái là viêm xương tủy xương ha. Rồi, dấu hiệu gợi ý lành tính. Đơn độc, một ổ, đường viền rõ, có đường sơ xương, chỉ biến đổi bên trong của vỏ xương, hình thành vỏ xương mới hoặc phản ứng màng xương một lớp đặc đồng nhất song song trục xương là những cái dấu hiệu gợi ý lành tính của tổn thương. Ác tính thì ngược lại, hủy xương dạng mọt gặm, dạng thấm, đường viền không rõ, hủy mất cái vỏ xương, phản ứng màng xương, tia nắng mặt trời, vỏ hạnh hay là có đen và xâm lấn ra mô mềm là gợi ý của tổn thương ác tính. Rồi ha, đây là cái bảng để chị vẽ lại thôi. Phân biệt u xương theo mô học thì tùy cái vị trí thì nó sẽ có một số cái u đặc trưng. Đó, cái này mấy bạn không cần phải nhớ.
bán cho đúng nhận diện được cái tổn thương làm thì ép là được rồi. Đây một cái hình người ta tóm tắt những cái loại u thường gặp, mấy cái chữ viết tắt đó thì ở cuối bài á chỉ có cái mục để mà ghi. Ở con nít ví dụ ở cái thân xương thì có u gì, ở người lớn những cái u xương ở vùng thân nó thường gặp là những cái loại gì ha, vùng thân, vùng hành và vùng đầu xương. Rồi ví dụ như hình này thấy gì, cái hình này tự do mình cứ lặp đi lặp lại, thấy vỏ xương chỗ này sao dày lên rất là nhiều đúng không, cái vỏ xương rất là dày và ở đây mình không có thấy được cái nhân. Cái hình mà mình tự là mình thấy được cái nhân trên CT á thì đây mình không có thấy, nhưng mà tổn thương dày vỏ xương của chú kiểu này thì người ta nghĩ nhiều tới osteo x osteo vàng. Bạn muốn xác định đi tìm cái nhân đó thì chụp CT ha. Hình này vỉ xương kiểu gì, dạng bản đồ có bị sơ xương không? Không, nhưng mà giới hạn rõ không? Rõ, bản đồ giới hạn rõ và có xâm lấn làm mỏng cái gì? Mỏng cái vỏ xương đi, đúng chưa? Bên này tổn thương từ đâu? Nó nằm, cái vỏ xương nằm ở đây thì ở đây chính là cái mặt ngoài của, mặt ngoài vỏ xương là gì á? Màng xương. À, tổn thương ở màng xương và làm sưng cái mô mềm lân cận. Ha. Còn nghe nổi không? Tiếp này sao? Tiếp luôn. Chị đã tiếp ha. Nó tới 10 giờ nghỉ luôn. Đi qua các phần viêm xương, tủy xương. Thì viêm xương, tủy xương có hai dạng, do chấn thương và do nhiễm trùng từ đường máu. Thì các bạn tưởng tượng hai cái này là hai cái hoàn toàn ngược nhau. Nếu mà do chấn thương có nghĩa là do tác động từ bên ngoài, còn nhiễm trùng từ đường máu là từ bên trong. Thì một cái tác động vi trùng từ bên ngoài, mô mềm, ăn vô xương. Cái thứ hai là trong máu, nghĩa là tủy xương ở trong máu đó, nó nhiễm trùng nên nó sẽ phá vỡ xương và nó xâm lấn ra ngoài mô mềm. Hai con đường khác nhau, kịp không? Hai dạng ha. Chấn thương thì có nghĩa là vi trùng mình đem từ bên ngoài đem vô, còn nhiễm trùng huyết là tổn thương ở trong cái tủy xương nó xâm lấn ngược ra ngoài mô mềm, tổn thương xương xâm lấn ngược ra mô mềm. Rồi thì đối với chấn thương á thì mình gặp ở mọi lứa tuổi, đường rò sẽ từ mô mềm ở bên ngoài do chấn thương nó ăn vô trong xương, sẽ tạo cái đường rò từ mô mềm vô xương làm viêm xương tủy xương. Nên như vậy trong cái giai đoạn cấp là bạn sẽ có tổn thương mô mềm trước. Rồi khi mà có tổn thương mô mềm thì nó có thể gãy xương gì đó, nó có thể tạo thành xương rời luôn. Ở giai đoạn mạn thì sao? Giai đoạn mạn thì cái đường rò mà do nó rò vô trong cái tủy xương á, nó sẽ tạo thành cái đường rò từ ở trong tủy nó dẫn ra ngoài, nên cái mảnh xương chết ở trong cái xương, cái xương mà nó bị viêm á, nó có thể chui ra ra ngoài theo cái đường rò đó. Còn ngược lại với viêm xương tủy đường máu thì các bạn sẽ thấy bệnh lý này rất thường gặp ở thiếu niên, và đặc biệt là con trai gặp nhiều hơn con gái, là do tụ cầu vàng là nhiều nhất ha. Đường rò lúc này mình nhiễm trùng huyết thì nó sẽ tổn thương ở trong tủy xương, cái xương nó bắt đầu bị hủy, nó hủy nó sẽ xâm lấn, nó viêm viêm viêm, nó làm mỏng cái vỏ xương, sau đó đứt luôn, gãy luôn cái xương mà tổn thương, nó phá vỡ vỏ xương và bắt đầu nó chui vào trong mô mềm. Nếu nó nhiễm trùng nặng nề thì sao? Ăn ra ngoài luôn, ngoài mô mềm, bảo xe mô mềm luôn ha. Thì lúc như vậy bạn tưởng tượng với cái giai đoạn bệnh như vậy thì cái tổn thương đầu tiên nó không phải ngoài mô mềm mà nó sẽ là nằm ở trong tủy xương, đúng chưa? Tổn thương sẽ nằm trong tủy xương, nó sẽ hủy xương trước. Nó hủy xương thì trong cái cơ chế viêm thì nó sẽ có vừa hủy và vừa tạo xương. Thì nên bạn sẽ thấy bên lúc đầu tiên, bạn sẽ thấy hình ảnh đầu tiên đó là cái xương nó bị giảm đậm độ. 2-3 tuần sau bạn chụp thì bạn thấy cái vùng giảm, trong cái vùng giảm đậm độ nó sẽ có vùng tăng đậm độ, với lý do là cái xương viêm nó sẽ tạo cái phản ứng là tạo xương ra thêm ha. Rồi tới một lúc nào đó cái xương mà nó bị hủy á, nó sẽ không hồi phục được thì nó sẽ được gọi là mảnh xương chết, và lúc đó nó sẽ được từ từ nó được bị đẩy ra ngoài. Nhắc lại, X quang chẩn đoán viêm xương tủy xương cực kỳ chậm,
mình chỉ thấy trên hình ảnh X quang của mình 2 đến 3 tuần sau khi mà em bé nó bị viêm xương tủy xương hoặc cái người đã bị viêm xương tủy xương mình mới thấy được trên X quang. Thì sẽ thấy cái gì? Thấy dấu hủy xương hoặc dấu tạo xương vừa giảm vừa tăng đậm độ như chị mới nói. Cái thứ hai là sẽ có phản ứng màng xương và cái thứ ba là xương nền mô mềm. Ha. Trong giai đoạn muộn thì sẽ có tạo mảnh xương chết. Mảnh xương chết sẽ là một cái mảnh xương đậm độ cao hẳn hơn xương và nó nằm trong một cái vùng không có cản quan, nghĩa là cái vùng bị tiêu xương á, sẽ tự nhiên có một mảnh xương sáng chói lên. Rồi, cái vùng không cản quan đó chính là cái ổ mủ. Nó không có giống như là mủ màng phổi hay mủ này kia, nó không phải là một cái ổ dịch mà nó sẽ nằm cái vùng thấu quan, vùng mất xương đi ha. Ví dụ ở đây chụp cái gì bạn? Bộ phận nào? Cổ chân. Cổ chân, đúng chưa? Thì ở đây mình thấy cái gì? Cổ chân này của em bé. Tại sao chị nói vậy? Còn thấy cái đường sụn tiếp hợp, đúng chưa? Thì đây là xương của em bé. Rồi, mình thấy ở ngay cái vị trí này. Vị trí này gọi là vùng gì? Đầu xương, đúng không? Đầu dưới của xương chày, vùng mắt cá trong, chứ thấy không? Vùng mắt cá trong mình thấy có một cái ổ sao giảm đậm độ ha, một cái ổ giảm đậm độ. Rồi 2-3 tuần sau chụp cái vùng này giảm đậm độ mà bắt đầu tổn thương nó lan lên đâu? Hàm xương. Hàm xương ha, nó có những cái vùng sao giảm đậm độ như thế này và bắt đầu bên ngoài này, mấy bạn nào ngồi gần có thể thấy được cái gì ở ngoài? Phản ứng màng xương ha, những cái vùng ổ giảm đậm độ trong này. Bên này cũng có một cái lớp của phản ứng màng xương nữa nè ha. Đây là hình ảnh của một cái viêm xương tủy xương cấp tính, rồi cái tuần, cái này là khoảng sau 6 tuần sau cái hình ảnh này. Bạn thấy ha, những ổ hủy xương, cái vùng xương này nè, bạn nhìn đi, so với vùng này thì nó sao, chỗ này nó tăng đậm độ lên, đúng chưa? Thì nên sẽ có những cái vùng nó tạo xương và những cái vùng nó hủy xương, nó xen kẽ lẫn nhau, nhưng mà nó có cái phản ứng màng xương một lớp đồng nhất. Bên này một hình ảnh của viêm xương mạng, nghĩa là người ta điều trị rồi, nó vừa có hủy vừa có tạo, nên bạn thấy cái vùng này sao, những cái ổ hủy xương màu đen và những ổ mảng tạo xương nó không có đồng nhất gì cả, nhưng mà nó không hề có một cái phản ứng màng xương kiểu tia nắng mặt trời hay là cái gì hết. Lúc này vỏ với tủy có phân biệt được không? Không. Rõ ràng mấy bạn thấy ở trên này mình còn phân biệt được vỏ xương tủy xương, đúng không? Dưới này sao? Vỏ tủy lẫn lộn hết rồi, bởi vì vừa hủy vừa tạo ha, nên nó tạo thành một khối mình không có phân biệt được nữa. Đây là nó một cái viêm xương mạng, nó biến chứng. Rồi đây là hình ảnh của áp xe Brody. Thật ra nếu có lâm sàng thì người ta mới đọc đây là áp xe Brody, còn nếu không thì mình chỉ tả đơn thuần là gì? Tổn thương hủy xương dạng bản đồ nằm ở vùng hàm xương, giới hạn rõ và có viền sơ xương hết ha. Nhưng mà nếu ở đây lâm sàng cho mình em đang bị viêm xương tủy xương thì mình nghĩ là ổ áp xe Brody ha, là cái ổ vậy, gọi là cái ổ hủy xương ha, không có ngạc quen. Đây cũng vậy ha, ổ hủy xương bên trong. Rồi đây là mảnh xương chết. Mảnh xương chết có nghĩa là cái xương mà nó bị viêm, nó bị hủy rồi á, mà nó không có đi ra ngoài được, nó không có bị đào thải ra ngoài, thì nó nằm lại ở bên trong cái tủy xương. Thì nó sẽ là một cái mảnh xương mà đậm độ cao hơn cái vùng xương xung quanh nó, và nó nằm trong cái vùng thấu quan, nghĩa là vùng bị tiêu xương mất rồi đó, cái vùng áp xe Brody cũ á, ha, thì đây gọi là cái mảnh xương chết. Cái này gặp nhiều nhất là những cái chú đi bộ đội, đi lính hồi xưa á, mà người ta gãy xương, người ta không có được điều trị tốt á, thì nó sẽ biến chứng là viêm xương tủy xương, xong sau đó người ta tự làm lại rồi cái xương này nó bị nhốt ở trong cái xương này luôn. Nên đôi khi bạn sẽ gặp những tình huống cái gió trở trời gì đó, người ta đau nhất tới chụp lên, bạn đừng có đọc đây là một u xương ha. Một hình ảnh rất là điển hình của cái mảnh xương chết, mảnh xương đậm độ cao nằm trong cái vùng viêm xương ha. Rồi đây là mảnh xương chết nè ha, tổn thương hủy xương và tạo xương, phản ứng màng xương lành tính trong viêm xương tủy. Rồi ví dụ như có một cái đường rò, người ta viêm xương và nó chảy dịch ra ngoài, thì qua cái đường đó người ta bơm thuốc cản quan, người ta thấy thuốc cản quan nó đi vô trong mô mềm và nó đi vô trong tủy xương luôn, để người ta tìm những cái đường rò của trong cái viêm xương tủy.
phần gãy xương chắc chị sẽ để cho bác sĩ Trang dạy. Bác sĩ Trang sẽ dạy mấy bạn bài gãy xương vào thứ năm tới. Đây chị chỉ nói sơ thôi. Đánh giá xương thì tả xương nào gãy, vị trí, số lượng, hướng đường gãy, di lệch. Quan trọng phải đánh giá là có trật khớp đi kèm hay không. Và cái nữa là gãy xương có gãy trên nền gãy xương bệnh lý hay không. Ha. Mô mềm, nhất là trong những trường hợp chấn thương, những trường hợp tai nạn giao thông, bạn phải coi mô mềm có dị vật xung quanh hay là không, rất là quan trọng để gợi ý những cái dị vật cảm quan. Vị trí đối với xương dài, người ta sẽ chia đầu trên, đầu dưới. Thân xương sẽ chia ba, một ba trên, một ba giữa, một ba dưới của thân. Đường gãy có thấu mặt khớp hay là không thấu khớp rất là quan trọng. Loại đường gãy, gãy hoàn toàn, cái này mình học chỉnh hình cũng biết rồi. Gãy không hoàn toàn, khi nào gãy không hoàn toàn? Chỉ có con nít mới gãy không hoàn toàn thôi, ở người lớn không có chuyện gãy không hoàn toàn đâu ha. Gãy không hoàn toàn thì có thể là gãy cành tươi, gãy một bờ vỏ xương, hoặc là dập xương, hoặc thậm chí không gãy mà chỉ thấy nó bị cong thôi, cong biến dạng. Các bạn tưởng tượng xương con nít như một cái cành tươi, các bạn có thể bẻ cong nó lại mà nó không có gãy, đúng không? Hoặc là bạn chỉ làm gãy có một bờ của cái vỏ xương đó thôi ha, một bờ của cái cành tươi đó thôi. Rồi đây, gãy ngang, gãy chéo, gãy xoắn và gãy dọc. Dọc này là dọc thấu khớp. Nhớ ha, khi đọc đường gãy phải coi nếu mà có tới mặt khớp hay là không, rất là quan trọng. Đây, gãy cong tạo hình, không thấy đường gãy nhưng mà vẫn biến dạng trục cong. Rồi, gãy lồi vỏ xương, gãy một bờ gọi là gãy cành tươi. Gãy từ hai đường gãy trở lên gọi là gãy phức tạp ha. Gãy có di lệch là gãy phức tạp. Di lệch thì đối với phim thẳng thì mình sẽ đọc di lệch gì? Ra ngoài hay vào trong, đúng chưa? Đối với phim nghiêng thì mình sẽ đọc di lệch ra ra trước hay ra sau. Như vậy mình lấy nào làm chuẩn, lấy đoạn xương nào làm chuẩn? Đoạn xương ở trên gần với đầu, gần với thân người sẽ làm chuẩn. Các bạn ha, đọc thì mình sẽ đọc sự di lệch của đoạn dưới so với đoạn trên. Rồi, ví dụ vậy, vị trí gãy 1/3 giữa thân xương đùi, dạng đường gãy ngang, di lệch vào trong. Lấy đầu này làm chuẩn thì đây là di lệch vào trong ha. Nhớ ha, lấy cái đoạn gần với thân người làm chuẩn thì lấy đoạn này làm chuẩn thì cái xương này là di lệch vào trong so với đoạn này. Rồi, đây là trên hình thẳng thôi ha. Đương nhiên cái xương này phải chụp thêm thế nghiêng nữa để coi di lệch ra trước hay ra sau nữa, đúng chưa? Vậy di lệch ngược lại ra ngoài, gặp góc, di lệch xoay thì bởi vì mình phải thấy được cái trục khớp thì mình mới biết nó xoay như thế nào ha. Di lệch chồng có nghĩa là hai đoạn xương gãy có đoạn nó nằm chồng lên nhau. Rồi di lệch xa nhau, cái dạng mà gãy mà kéo căng ha, nó rời kéo căng, cái này thì hơi hiếm gặp hơn. Rồi gãy ngang, gãy chéo, gãy này gọi là gãy gì? Gãy xoắn ha, gãy xoắn. Mình thấy được hai bằng gãy. Hình ảnh này nói gì? Xương gì? Này trước đi. Xương cánh tay. Mấy bạn thấy gì? Thứ nhất, có gãy xương không? Có. Gãy thân xương, đúng chưa? Di lệch ra ngoài. Ra ngoài, được gãy. Chéo. Đập đồ xương như thế nào? Đập đồ xương này có bình thường không? Không. Xương này có ổ, những cái ổ giảm đập độ ha, những cái ổ giảm đập độ trong thân xương, như vậy đây là một cái gãy xương bệnh lý ha. Ở đây thấy gì? Xương này người nít là người lớn hay con nít? Cái gì đây? Sụn. Đây là gì đấy bạn? Đây chính là sụn tiếp hợp. Cái vị trí mà bạn thấy cái đường trắng này không? Đó là vị trí mà sụn tiếp hợp bắt đầu đóng. Nó không còn
cái đường cảm quan rõ giống vậy mà giờ nó bắt đầu tạo thành cái đường trắng vậy nè, nghĩa là xương dưới đây rất là nhiều, sụn tiếp hợp bắt đầu đóng, xương bắt đầu trưởng thành để dính cái đầu xương với cái hành xương lại, mất cái lớp sụn tiếp hợp đi, nhưng mà ở đây mình vẫn còn cái lớp sụn tiếp hợp nè, thấy không? Rồi có gãy xương không? Có, ở đây một cái đường gãy ở vùng hành xương, gãy chéo như thế này ha, kéo xoắn như thế này. Rồi mình thấy ở đây cái vỏ xương này nằm ở đây, còn vỏ xương này nằm thụt vô đây nè, chứng tỏ là có di lệch. Và mình thấy bất thường cái gì vùng gãy này nữa? Giảm đậm độ ha, giảm đậm độ ở đây, giảm đậm độ cái vùng hành xương, thì ở đây có thể là một cái nang xương nó làm giảm đậm độ. Các bạn biết ví dụ cái đứa này nó chơi nó giỡn với bạn, bạn nó chỉ mới lớn nhẹ nó vô thôi, cái xương nó mỏng nó gãy, nó khác với cái chuyện là nó phải va đập mạnh nó mới gãy cái một cái xương bình thường. Bởi vì ở đây nó là một cái nang xương nó nằm ở đây rồi nên cái vỏ xương nó rất là mỏng, chỉ cần va chạm nhẹ ha. Thì đôi khi nhờ bạn đọc nó gãy xương này trên cái nền nó gãy xương bệnh lý, tội của bạn nó sẽ nhẹ hơn, đúng không ha? Nó là một cái chuyện khác. Nên khi đọc thì trên cái nền mà một đứa chấn thương chỉ cần một va chạm nhẹ là nó đã, nó phải có một cái nền xương bệnh lý, nó sẽ gãy xương dễ hơn đối với những cái xương bình thường. Nên khi mình đọc gãy xương phải coi đó có phải là gãy xương bệnh lý hay không. Hình này thấy gì? Gãy xương. Rồi thấy gì bất thường nữa? Đậm độ xương sao? Vừa hủy vừa tạo, đúng chưa? Đậm độ xương không có đồng nhất. Tự giờ thấy mấy cái xương chày có bao giờ xương nó giống vậy không ha? Hình này cũng vậy, có gãy xương và đậm độ xương không đồng nhất, vừa có hủy vừa có tạo. Đây một cái gãy xương chơi di căn, gãy xương phức tạp, gãy nhiều mảnh, đầy gãy gì? Thấu khớp ha. Này gãy gì á? Xương bánh chè. Đây là xương bánh chè thế nghiêng. Đấy, chị quên tìm một cái xương bánh chè tiếp tiến hay chắc chị Trang sẽ dạy. Hình này gì? Trật khớp. Không gãy xương nhưng mà có trật khớp. Hình này không nói nữa. Hình này cái gì? Phải xương không? Là tổn thương của xương không? Không phải, xương bình thường mà, chưa? Vậy cái này là gì? Đậm độ cao không? Cao, giờ cao chỉ có lại gì? Bị cấm như vôi, canxi. Đây là một cái tình trạng mà viêm gân cốt hóa, viêm rất là nhiều. Những cái gân cơ mà bám quanh cái khớp khuỷu á, nó viêm nó đóng vôi nó dày lên, nó tạo một cái mảng như thế này. Bệnh nhân này chắc chắn sẽ cứng khớp ha, không có cử động được. Những cái trạng viêm gân vôi hóa quanh khớp mà viêm với độ rất là nhiều. Mũi tên màu đỏ chị chỉ gì? Bình thường có rờ được mắt cá không? Mắt cá nằm sát da không? Rất rất sát đúng không? Bây giờ nhìn mắt cá trong với mắt cá ngoài đi thì thấy khác biệt liền. Sưng mô mềm của mắt cá ngoài, là biết không? Rồi giờ quay lại hỏi cái phim này có đạt chuẩn không? Thấy đạt chuẩn không? Đưa bạn cái xương về với bạn đọc không? Không, chắc chắn là không đọc. Tại sao? Đậm độ xương với đậm độ mô mềm sao? Gần muốn bằng nhau luôn. Và các bạn không thấy được cái xương sơn ở dưới, đúng chưa? Xương sơn ở phía dưới của cái chai nè, nha. Các bạn thấy đậm độ xương với đậm độ mô mềm gì rất là cao. Phim này là không đạt về độ tương phản. Mình đọc ít quan xương chứ không phải là mình đi tìm xương mô mềm trên ít quan. Xương mô mềm lâm sàng cũng đã phát hiện được rồi ha. Thì ở đây đến với một cái xương như thế này là chị sẽ không đọc. Với những cái gãy xương hay gì đó nó có thể chồng lẫn ở trong cái đám này chị không biết được ha. Qua đây cái bàn tay này thấy gì? Thấy có một cái vệt cản quan bất thường nằm ở đốt ngón xa của ngón ba chưa? Rồi ở đây thấy nằm dày, không biết nằm trong mô mềm hay nằm trong xương. Ở một cái thế dịch khác thấy thì sao? Nằm đâu? Trong xương luôn, nó xuyên từ ngoài mô mềm qua xương luôn ha. Cái này chính vì nó cản quan nên mình dễ thấy được. Rồi những cái tràng dịch khớp x-quang của mình vẫn đọc được chứ không phải là không ha. Nó sẽ đẩy cái lớp mỡ bình thường ra. Đây nè, các bạn thấy nè, bình thường cái lớp dịch nó có nhiêu đây thôi. Khi mà nó trên cái thế nghiêng các bạn thấy cũng thấy được hình ảnh mức dịch dịch nữa.
cái mô mỡ đó, nó sẽ bị đẩy ra phía trước là do cái lớp dịch nó chen vào ha, hình ảnh của cái tràng dịch khớp trên X-quang mình vẫn đọc được. Cổ chân, dịch cổ chân cũng vậy, ở đây X nè ha, đây có một cái lớp dịch mỏng nè, bình thường là nó vậy, không có cái gì hết, thấy cái mỡ nó đen thùi lùi trước mặt trước của khớp. Qua bên đây cái lớp mỡ màu đen nó bị đẩy ra phía trước, tự nhiên nó có cái mảng làm độ cao nhẹ, nó làm chen vô, thì đây chính là dịch của khớp cổ chân. Ta từng thắc mắc tại sao mà chị có thể đọc được tràng dịch khớp trên X-quang. Tuy nhiên tràng dịch với một lượng nào đó mình mới phát hiện được, chứ không phải là cứ dịch nào mình cũng phát hiện được, không biết chưa? Giống như dịch màng phổi vậy đó, dịch màng phổi bao nhiêu trên X-quang mới coi được, lượng khoảng bao nhiêu thì X-quang cần mới phát hiện được. Sách có ghi không? Bao nhiêu? Quốc nói chị Thùy hỏi câu đó nha. Trên siêu âm, dịch bao nhiêu thì mình phát hiện được dịch màng phổi? Bao nhiêu ml? Rồi, khớp khuỷu cũng vậy ha. Bình thường khớp khuỷu như thế này, mình không có thấy được cái lớp gì hết. Ở đây thì mình thấy cái lớp mỡ bị đẩy ra, cái lớp mỡ màu đen bị đẩy ra là do có dịch nó chen vào ha. Dịch chen nó đẩy cái lớp mỡ bình thường sát khớp khuỷu nó ra phía trước hoặc phía sau. Cái chị nói không kịp cái phần X-quang khớp, tại 10:15 chị có giờ giảng nữa rồi nên phần này chị sẽ để lại tuần sau mình học tiếp. Chị nói là chắc về á, mấy bạn chịu khó, mấy bạn đọc bài trước đi. Tuần sau thì nói cái phần còn lại X-quang khớp với lại bài cột sống, X-quang cột sống, bài cột sống cũng rất là dài. Về đọc trước bài X-quang khớp để mình học cho nó nhanh. Những cái giải phẫu dù chị chỉ mấy bạn nói được, mình không cần, mà chị không cần phải nói nữa thì sẽ học bệnh lý rất là nhanh ha. Nên cứ đọc bài trước để mà đọc hành cho nó lẹ, chứ để không có một mình chị nói không biết khúc nào mấy bạn biết rồi, khúc nào mấy bạn chưa biết ha. Rồi thôi, chị